Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 116. Mọi tầm mắt đổ dồn vào y. Y hôm nay đã thành kiếm tu rồi. Phó Cát trước kia đều là người ở tầng dưới chót như nhiều quan khách ở đây, nay trở nên thành công thì họ cũng vui lây. Mấy người phụ nữ đứng cạnh Thím Kiều không ngừng khen ngợi y, khiến Thím nghe mà cười tươi như hoa. Phó Cát chậm rãi đi tới rồi quỳ xuống trước mặt hai người. Người bán thịt hồi hộp muốn đứng bật dậy, lại bị Thím Kiều kéo về. Phó Cát dập đầu ba cái với họ rồi cười tươi rói, con chúc cha mẹ trăm năm hạnh phúc. Thím Kiều rơi lệ lã chã. Người bán thịt không nói gì nhưng vẫn luôn cười vô cùng hạnh phúc. Bỗng một ông lão cầm cây bút đi tới hỏi, hai vị, Diệp Quân là người nào vậy? Hắn đến tặng quà rồi chỉ xin một ly rượu, sau đó đi mất. Trông hắn cợt nhả tí tởn, không phải người tốt, mà quà cáp có tí tẹo. Lúc đi còn lấy thêm mười mấy cái bánh bao. Đúng là điên rồi, nếu hôm nay không phải ngày vui thì ta đã mắng cho hắn to đầu. Người khác, Thành Quan Huyên, Vũ Trụ Quan Huyên, Văn Hóa Viện. Phương Ngự lúc này đang rất bận rộn, dù đây là một bộ phận nhàn rỗi, nhưng công việc hàng ngày lại rất nhiều. Đến đây được mấy tháng, gã đã bắt đầu quen với cuộc sống nơi này. Mà bây giờ, gã cũng đã bị mọi người lãng quên. Phù Dung sớm nở tối tàn. Thỉnh thoảng khi có người nhắc tới gã, họ cũng sẽ liên tục lắc đầu, cảm thấy gã quá cứng đầu, không biết linh hoạt. Bây giờ gã đã trở thành nhân vật xấu mà các thế lực lớn ở Thành Quan Huyên nhắc tới khi dạy dỗ con cháu, người nào cũng nói làm người đừng quá Phương Ngự. Hôm nay, một ông lão chợt đi tới trước mặt Phương Ngự, ông ta đặt một xấp giấy xuống trước mặt gã, sau đó nói, ngày mai sẽ có một đại nho đến Thư viện Thanh Huyên, giảng tọa tại đại hội đường của Tiên Bảo Các, đây là chương trình của đại hội, ngươi và nhóm Dương Việt cùng nhau phụ trách, bây giờ đi ngay đi. Nói xong, ông ta xoay người đi luôn. Phương Ngự cầm bản thảo trước mặt lên nhìn qua một lượt, sau đó đứng dậy đi tới Tiên Bảo Các. Không lâu sau đó, Phương Ngự và Dương Việt đi tới Tiên Bảo Các, Dương Việt nhìn Phương Ngự bên cạnh, gã nhẹ nhàng lắc đầu, nói thật thì gã vẫn còn thấy đáng tiếc thay Phương Ngự. Phương Ngự vốn có thể trở thành con cưng của trời, có thể dẫn dắt phương tộc trở thành gia tộc quyền quý mới ở Vũ Trụ Quan Huyên. Nhưng chỉ vì một vài suy nghĩ không có ý nghĩa của mình mà lại từ bỏ tương lai sáng lạn. Phải biết rằng đời người cũng không có nhiều cơ hội để thay đổi số phận. Thật sự quá đáng tiếc. Nét mặt Phương Ngự vẫn rất bình tĩnh, sau khi tiến vào Tiên Bảo Các, gã vô thức đi về phía trận pháp dịch chuyển đặc biệt mà hắn từng ngồi trước đây, mà khi gã đến gần nơi đó, chợt có một ông lão ngăn gã lại, ông lão nhìn chằm chằm gã, nơi này là lối đi dành riêng cho khách quý. Chỉ có khách quý đặc biệt của Tiên Bảo Các ta mới có thể đi con đường này thôi. Phương Ngự sửng sốt, lần trước khi tới đây, gã được người ta dẫn đến nơi này, vì thế gã cũng không biết đây là lối đi đặc biệt dành riêng cho khách quý. Sau khi lấy lại tinh thần, Phương Ngự vội vàng nói xin lỗi, xin lỗi. Nói xong, gã nhìn Dương Việt bên cạnh, Dương Việt lắc đầu, ta cũng không biết đường, đây là lần đầu ta tới đây. Phương Ngự nhìn ông lão trước mặt. Ông lão chỉ về phía xa, nơi đó là lối đi bình thường. Phương Ngự chắp tay, cảm ơn. Sau đó, gã và Dương Việt đang định rời đi thì chợt có một người đi ra từ lối đi của khách quý. Thấy người đó, Phương Ngự thoáng sửng sốt, gã biết người này, chính là Hồng Quản sự đưa thiệp mời gã đến Tiên Bảo Các trước đây. Nhìn thấy Phương Ngự, Hồng Quản sự thoáng sửng sốt, rõ ràng không ngờ sẽ gặp gã ở đây, nhưng ông ta không nói gì. Cũng không chào hỏi mà xoay người đi luôn. Người đã không còn giá trị không xứng để lãng phí nước bọt và nét mặt. Phương Ngự cũng không cảm thấy mất mát, khoảng thời gian này, gã đã thấy rõ tình người rồi. Có giá trị sẽ được coi trọng, không có giá trị sẽ bị coi thường. Đây là chuyện rất bình thường. Phương Ngự xoay người nhìn về phía Dương Việt, chúng ta đi thôi. Dương Việt gật đầu. Sau đó đi về phía lối đi bình thường. Mà lúc này, bên cạnh chợt có người thốt lên, gã ta chính là Phương Ngự, ta nhớ gã ta, năm đó gã ta ngồi ở lối đi dành riêng cho khách quý. Phương Ngự, chính là người cho rằng viện trưởng và gã là huynh đệ ấy hả? Đúng đấy, đúng là buồn cười, gã ta còn cho rằng viện trưởng sẽ xem gã ta như huynh đệ. Loại người này là kiểu không biết mình là ai.
Những người đó nói chuyện khá to, hơn nữa mọi người đều là người tu luyện, vì thế Phương Ngự và Dương Việt đều nghe thấy rõ ràng. Mà những người đi qua xung quanh cũng đồng loạt nhìn Phương Ngự, sau đó bắt đầu bàn tán xôn xao. Phương Ngự không tỏ thái độ gì, gã và Dương Việt cùng đi tới lối đi bình thường phía xa, khi đến trước lối đi, gã xoay người nhìn lại những kẻ còn đang bàn tán về mình kia, nhẹ giọng nói con đường xuống núi này đúng là ồn ào, tiếng thổn thức khắp nơi, cũng chói tai giống như tiếng hoan hô trước đây vậy. Nói xong, gã cười khẽ rồi xoay người đi vào trong. Hai người ngồi vào trận pháp dịch chuyển bình thường đi tới đại hội đường, nơi này vô cùng rộng rãi, sức chứa mấy chục nghìn người, một vài hoạt động lớn ở thành Quan Huyên gần như đều tổ chức ở đây. Phương Ngự và Dương Việt bắt đầu bày trí hội trường, vì Lý Thanh Nho là đệ tử của đại nho thư lão đứng đầu thư viện. Thư lão là ai? Đây là viện chủ của văn viện trước đây, năm đó Thanh Khâu nữ đế gặp người này cũng phải gọi một tiếng sư phụ. Mà Lý Thanh Nho là đệ tử đích truyền của lão, vì thế buổi thuyết giảng lần này vô cùng long trọng, tất cả những người đến đây đều là nhân vật lớn có máu mặt của thư viện bây giờ. Đương nhiên Phương Ngự và Dương Việt không dám lười biếng, hai người lập tức bắt tay vào bày trí hội trường, hai người bận rộn đến tận khuya mới xong. Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, hai người đã vội vàng rời giường tiếp tục bận rộn. Theo một luồng sáng mặt trời chiếu rọi xuống đất, bắt đầu có khách quý đến nơi. Những vị khách này đều đến từ các thế gia và tông môn cao cấp, trong đó có Trấn tộc, tộc Nạp Lan, Diệp tộc Thanh Châu, Diệp tộc Nam Châu, Cổ tộc, Nguyệt tộc, thậm chí cả Kiếm tông cũng phái người tới. Có thể nói các thế gia và tông môn lớn có máu mặt ở vũ trụ Quan Huyên đều phái người đến. Nhất định phải nể mặt thư lão. Hơn nữa Lý Thanh Nho này cũng là một người rất có tiềm lực, tương lai rất có khả năng sẽ quản lý Nho viện. Nhất định phải nể mặt người như thế. Ngày càng có nhiều người tiến vào, chỗ ngồi của những thế gia và tộc môn này đều được sắp xếp có chủ đích, ai phải ngồi hàng đầu, ai phải ngồi hàng thứ hai đều không có sai sót, nếu sai sót sẽ đắc tội với người khác. Những thế gia và tông môn cao cấp đều rất coi trọng điều này. Mấy vị khách nhanh chóng ngồi xuống. Mà Phương Ngự và Dương Việt cũng ở trong góc tối chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, một ông lão chậm rãi bước vào trong đại điện. Ông lão mặc trường bào rộng rãi, vô cùng sạch sẽ chỉnh tề, trong tay ông ta ôm một quyển cổ tịch rất dày. Vào khoảnh khắc ông ta đi vào, tất cả những vị khách đang có mặt đều vội vàng đứng lên nhìn về phía ông ta. Lý Thanh Nho. Đại Nho thế hệ này. Dù vũ trụ Quan Huyên là một thế giới võ đạo, nhưng địa vị của học giả ở đây đều rất cao. Những người có địa vị không cao là những người đọc sách chưa đủ nhiều. Lý Thanh Nho chậm rãi đi về phía bục giảng, sau khi đến bục giảng, ông ta đặt sách xuống, sau đó cúi chào mọi người, những người đang có mặt cũng vội vàng đáp lễ. Lúc này, Phương Ngự vội vàng bưng một tách trà lên, đặt xuống bên cạnh Lý Thanh Nho. Lý Thanh Nho khẽ mỉm cười với gã cảm ơn. Phương Ngự vội nói, đừng khách sáo. Sau đó gã cúi chào rồi lùi về sau một chút. Hai người không chỉ châm trà cho Lý Thanh Nho còn phải châm trà cho nhóm người ngồi hàng đầu, vì thân phận những người này đều rất cao quý, không thể giao cho thị nữ bình thường được. Lúc châm trà, Phương Ngự phát hiện đa số những người ngồi hàng đầu gã đều quen. Trước đây khi gã tham gia tiệc do Tiên Bảo các tổ chức, không ít người đều từng đến làm quen với gã, khi đó là thời kỳ đỉnh cao của gã. Mà bây giờ khi gặp lại, những người này vẫn ngồi ở vị trí cao, còn gã chỉ có thể châm trà cho họ. Phương Ngự cũng không có suy nghĩ gì, vẫn nghiêm túc châm trà. Lúc này những người đó đều nhận ra gã, nét mặt mọi người đều hơi kỳ lạ. Phương Ngự. Trước đây khi Phương Ngự được xem trọng, gia tộc của bọn họ đều bảo bọn họ nhất định phải cố gắng kết thân, nhưng còn chưa được bao lâu, Phương Ngự đã bị loại ra khỏi vòng quyền lực nòng cốt. Sau đó trở thành một nhân vật xấu. Cảm thán. Sau khi rót trà cho mọi người, Phương Ngự bèn lùi sang một bên. Lý Thanh Nho bắt đầu thuyết giảng, hôm nay ông ta muốn giảng về một vài cổ tịch, những cổ tịch này có quyển đến từ hệ Ngân Hà, cũng có quyển đến từ nền văn minh vũ trụ khác ở khá xa, hơn nữa đều là văn tự cổ. Lúc nghe nguyên văn, không ít người đang có mặt đều cau mày vì không hiểu cho lắm. Có điều vẫn may là Lý Thanh Nho sẽ phiên dịch lại một lần nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua,
Đến trưa, Lý Thanh Nho đã giảng xong, sau khi đóng cổ tịch lại, ông ta nhìn xuống những người bên dưới, mỉm cười hỏi, ta biết mọi người đều khá thích tu luyện chú trọng tu tâm, mà học tập là việc làm có thể tu tâm dưỡng tính nhất, lúc rảnh rỗi các vị có thể đọc thêm sách, việc này cũng rất có ích cho tu luyện của mọi người. Mọi người bên dưới vội vàng đáp lời. Lý Thanh Nho cười khẽ, ông ta biết đa số những người trẻ tuổi này đều chỉ nghe thế thôi, nhưng không sao, chỉ cần có một người thật sự nghe hiểu thì hành động của ông ta đã rất đáng giá rồi. Ông ta cầm cổ tịch lên muốn rời đi, mà lúc này, phía sau chợt có một giọng nói vang lên, giờ học của Lý Lão hôm nay khiến tiểu tử học được rất nhiều điều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người nhìn lại, khi thấy người nói chuyện, tất cả mọi người đều bối rối. Trong một góc có một thiếu niên đang gọi, mà thiếu niên này chính là Diệp Quân. Viện trưởng. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ khó tin. Sao viện trưởng lại ở đây? Diệp Quân trong góc chậm rãi đứng dậy, hắn đi về phía Lý Thanh Nho đang đứng trên bục giảng, những vị khách đang ngồi đều vội vàng đứng lên nhường đường. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Quân đi tới trước mặt Lý Thanh Nho, Lý Thanh Nho đang định hành lễ thì Diệp Quân chợt ngăn ông ta lại, Lý Lão. Không cần những lễ nghi vô nghĩa kia đâu, theo vai vế, ông còn là tiền bối của ta, làm gì có chuyện tiền bối hành lễ với vãn bối chứ? Lý Thanh Nho khẽ mỉm cười, không ngờ viện trưởng cũng đến đây. Diệp Quân cười nói, gọi ta là Tiểu Quân là được rồi. Lý Thanh Nho lắc đầu, không thể làm trái quy tắc được. Được. Diệp Quân cười nói, Lý Lão, khi nãy khi thuyết giảng ông có nhắc tới vài quyển cổ tích. Không biết có thể tặng nó cho ta không? Không ngờ Lý Thanh Nho lại lắc đầu, không được. Mọi người xôn xao. Ai nấy đều nhìn Lý Thanh Nho với vẻ khó tin. Lý Thanh Nho mỉm cười nói, đây đều là sách chỉ còn một bản, nhưng ta đã cho người sao chép rồi, sau này viện trưởng đến thư viện một chuyến bảo người đưa cho cậu là được. Diệp Quân cười nói, được. Lý Thanh Nho cũng cười. Hôm nay có lẽ viện trưởng không phải chỉ đến để nghe ta thuyết giảng đúng không? Diệp Quân gật đầu, đúng là không phải, hôm nay ta đến đây là vì tìm một người. Sau đó hắn chậm rãi đi tới một bên, cung kính đứng trước mặt Phương Ngự, cười nói, Phương huynh, đã lâu không gặp. Phương Ngự ngây người, xung quanh thoáng chốc trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Quân và Phương Ngự với vẻ khó tin. Cố tình đến tìm Phương Ngự. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Phương Ngự đang đứng cung kính ở cách đó không xa. Phương huynh. Có người nhạy bén nhận ra cách xưng hô của Diệp Quân với Phương Ngự. Sắc mặt của Hồng Quản sự ngồi ở hàng đầu tiên vô cùng khó coi. Ông ta thật sự không ngờ Diệp Quân lại trở về tìm Phương Ngự, hành động này có ý nghĩa gì? Có nghĩa viện trưởng có khả năng thật sự xem Phương Ngự như huynh đệ. Sắc mặt ông ta dần trở nên tái nhợt. Không chỉ ông ta mà sắc mặt rất nhiều người của thế gia và tông môn cũng trở nên kỳ quái, lúc Phương Ngự xa cơ thất thế, bọn họ từng châm chọc rất nhiều. Tất cả mọi người đều cho rằng viện trưởng địa vị cao quý hoàn toàn không có khả năng xem Phương Ngự như huynh đệ. Viện trưởng là ai? Phương Ngự là ai? Hai người sao có thể là huynh đệ được? Mà lúc này... Lời nói của Diệp Quân như tát một bạt tai lên mặt mọi người. Phương Ngự nhìn Diệp Quân một lúc lâu, sau đó chợt bật cười, Dương huynh. Diệp Quân mỉm cười nói, ta ở lại hai ngày rồi đi, muốn mời huynh uống rượu, có thời gian không? Xì xào. Xung quanh vang lên tiếng xôn xao. Đây là hỏi, không phải ra lệnh. Không phải cấp trên nói chuyện với cấp dưới, hắn thật sự coi Phương Ngự bình đẳng với mình. Phương Ngự cười đáp có. Diệp Quân gật đầu, vậy thì uống ở Tiên Bảo Các luôn đi. Diệp Quân và Phương Ngự nhanh chóng rời đi, lúc này, tất cả quản sự và vô số cao thủ của Tiên Bảo Các đã đứng đợi bên ngoài. Một ông lão vội vàng đi tới trước mặt Diệp Quân và Phương Ngự, viện trưởng, Phương công tử, xin mời. Diệp Quân cười nói với ông lão, ông là. Ông lão vội nói, thuộc hạ tên Lý Thâm. Tổng quản sự Tiên Bảo Các của thành Quan Huyên. Diệp Quân gật đầu, ông dẫn đường đi. Ông lão hành lễ, mời. Cứ thế, dưới sự dẫn đường của Lý Thâm, một nhóm quản sự và cường giả của Tiên Bảo Các, Diệp Quân và Phương Ngự đi tới tầng cao nhất của Tiên Bảo Các, tầng này là sang trọng nhất,
Vách tường xung quanh đều được làm từ thủy tinh thượng đẳng đặc biệt, tầm nhìn vô cùng rộng rãi. Diệp Quân và Phương Ngự chọn một vị trí cạnh cửa sổ, sau khi hai người ngồi xuống, Lý Thâm quản sự cung kính hành lễ, sau đó dẫn theo nhóm quản sự lui xuống, nhưng bọn họ cũng không dám rời đi mà đều đứng trông ở bên ngoài, lúc này, trong hành lang hai bên cũng rất đông người. Viện trưởng. Tuy thấy bọn họ đều là quản sự, hơn nữa còn là quản sự của thành Quan Huyên, quyền thế ngút trời, nhưng đây chỉ là với thế gia và thế lực bình thường mà thôi. Nếu nhìn khắp vũ trụ Quan Huyên, bọn họ vẫn đứng ở tầng lớp thấp nhất, dù sao trưởng lão ngoại các đã có thể quyết định sống chết của bọn họ một cách dễ dàng rồi, còn chưa nói đến nội các, trên nội các còn có các chủ. Mà Diệp Quân là vua chân chính của vũ trụ Quan Huyên. Một câu nói của hắn, đừng nói là giết chết một người, dù là tiêu diệt một thế lực cũng rất dễ dàng, thậm chí một câu lơ đãng cũng đủ hủy diệt một thế lực rồi. Không ít người trên hành lang cũng rất căng thẳng lo lắng, vì Diệp Quân cách bọn họ quá xa, đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với Diệp Quân trong một khoảng cách gần như thế. Dù trông Lý Thâm có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thật ra ông ta cũng khá căng thẳng, vì ông ta không thể xác định mục đích thật sự khi đến tiên bảo các của Diệp Quân lần này. Không ai biết rốt cuộc Diệp Quân và Phương Ngự đã trò chuyện những gì, chỉ biết hai người trò chuyện cả một buổi tối, hơn nữa còn uống rất nhiều rượu. Sáng hôm sau, khi Phương Ngự tỉnh lại thì Diệp Quân đã rời đi. Phương Ngự dậy chán, nhìn bàn ăn bừa bãi trước mặt, gã lắc đầu cười khẽ, sau đó đứng dậy rời đi, vừa ra ngoài, gã đã sửng sốt. Vì mấy người nhóm Lý Thâm vẫn còn đợi ở đây. Phương Ngự nói, viện trưởng đã đi rồi. Lý Thâm mỉm cười cất lời, Phương công tử, chúng ta ở đây để đợi cậu, không biết cậu có cần gì không? Đợi gã. Phương Ngự thoáng ngây người, nhìn vẻ lấy lòng lộ liễu của họ, gã cười khẽ, đương nhiên gã biết vì sao những người này lại đối xử với mình như thế. Nếu là trước đây chắc chắn gã sẽ bị mê muội, nhưng lúc này trong lòng gã rất thông suốt, thật ra dáng vẻ lấy lòng nhìn như chân thành này đều là giả, có thể không từ chối nhưng tuyệt đối đừng xem là thật. Phương Ngự cười nói, ta muốn trở về nhà họ Phương một chuyến. Lý Thâm vội nói, lập tức sắp xếp. Hồng quản sự ở bên cạnh thoáng chần chừ, sau đó đi tới trước mặt Phương Ngự, cung kính hành lễ, Phương công tử, trước đây là ta có mắt không thấy Thái Sơn, mong Phương công tử đừng để bụng. Phương Ngự cười đáp, Hồng quản sự quá lời rồi, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà. Hồng quản sự còn định nói gì đó nhưng Phương Ngự đã nhìn về phía Lý Thâm. Lý Thâm nhìn Hồng quản sự, sau đó cất lời, mời Phương công tử. Phương Ngự gật đầu, sau đó đi về phía xa. Mọi người vội vàng nhường đường. Sắc mặt Hồng quản sự u ám. Ông ta không quan tâm thái độ của Phương Ngự, thái độ của gã không quan trọng, nhưng cấp trên của ông ta sẽ vì chuyện này mà đánh giá ông ta một lần nữa, thậm chí là ngó lơ ông ta. Vì không ai dám chắc Phương Ngự sẽ nói xấu Hồng quản sự với Diệp Quân hay không. Dù xác suất chỉ là 1/10.000 thì bọn họ cũng không dám đánh cuộc. Nói một cách đơn giản thì bắt đầu từ khoảnh khắc khi nãy, Hồng quản sự là ông ta đã hoàn toàn bị ngó lơ. Tiên bảo các và thư viện cũng giống như quan trường vậy. Phương Ngự trở lại nhà họ Phương, gã vừa về đến thì thấy tộc trưởng Phương Đình đã dẫn theo người trong gia tộc đợi trước cửa từ lâu. Thấy Phương Ngự, Phương Đình vội vàng cất tiếng chào tiểu Ngự. Lúc này, đương nhiên ông ta cũng khá ngại ngùng, nhưng bây giờ không phải lúc để ngại ngùng, tương lai nhà họ Phương vẫn cần phải dựa vào Phương Ngự, vì thế có ngại ngùng đến mấy, ông ta vẫn phải cố chịu đựng. Nhìn tộc trưởng và tộc nhân đang lấy lòng trước mặt, Phương Ngự không khỏi cảm thán. Gã có thể không quan tâm thái độ của người ngoài, nhưng sao có thể coi thường thái độ người thân của mình được. Từ sau khi gã tới văn hóa viện, nhà họ Phương đã không liên lạc với gã nữa. Thậm chí còn có vẻ cố ý né tránh. Đây là người thân của gã đấy. Phương Ngự thầm thở dài, gã nhìn về phía Phương Đình, tộc trưởng, ta muốn đi tới nhà thờ tổ một chuyến. Phương Đình vội đáp, được, được. Sau đó, ông ta dẫn Phương Ngự đi tới nhà thờ tổ, Phương Ngự đi vào trong rồi quỳ xuống. Phương Đình và người nhà họ Phương thì đợi ở bên cạnh. Phương Ngự im lặng nhìn những linh bài của nhà họ Phương. Hôm qua uống rượu tán gẫu với Diệp Quân ở Tiên Bảo Các, Diệp Quân nói rất nhiều chuyện với gã. Cuối cùng,
Diệp Quân hy vọng gã làm giúp mình một chuyện, chuyện kia không thể thành công trong một khoảng thời gian ngắn mà phải thực hiện lâu dài. Gã đã đồng ý. Nhưng gã phải rời khỏi nhà họ Phương. Phương Ngự chậm rãi đứng dậy, lúc này, Phương Đình chợt đi vào, ông ta mỉm cười nói, Tiểu Ngự, nhà họ Nhạc phái người tới. Phương Ngự cau mày, bọn họ đến đây làm gì? Phương Đình thoáng chần chừ, sau đó đáp, nhà họ Nhạc muốn thành hôn theo thời gian đã giao hẹn. Phương Ngự ngây người, sau đó lắc đầu cười khẽ, giúp ta nói với bọn họ là ta không trèo cao nổi. Phương Đình còn muốn nói gì đó nhưng Phương Ngự chợt bảo, tộc trưởng, ta muốn rời khỏi nhà họ Phương một khoảng thời gian này nhà họ Phương nên khiêm tốn một chút, nếu có người đến lôi kéo thì tốt nhất nên từ chối, nền tảng nhà họ Phương chúng ta quá tệ, thành quan huyên sâu thẳm khó dò, nhà họ Phương chúng ta hoàn toàn không thể xoay sở được, ở lại Ung Châu chậm rãi phát triển thì tốt hơn. Phương Đình vội nói, Tiểu Ngự, cậu muốn rời khỏi nhà họ Phương để đi đâu? Phương Ngự không đáp mà đi ra ngoài. Phương Đình vội gọi lại, Tiểu Ngự. Nhưng Phương Ngự vẫn không quay đầu, gã nhanh chóng biến mất trong tầm mắt người nhà họ Phương. Chuyện Diệp Quân uống rượu cùng Phương Ngự ở Tiên Bảo Các nhanh chóng lan truyền khắp thành Quan Huyên. Tất cả mọi người đều không ngờ Diệp Quân lại xem một kẻ nhỏ bé là bạn tốt, là huynh đệ. Mà lúc này, Phương Ngự vốn là nhân vật xấu lại trở thành nhân vật tốt ở thành Quan Huyên. Các thế gia tông môn lớn và rất nhiều thế lực bắt đầu dạy dỗ vãn bối của mình nhất định phải chính trực, kiên trì với mục tiêu ban đầu của mình giống như Phương Ngự. Lúc này, người người đều bảo làm người nhất định làm Phương Ngự. Văn hóa viện. Dương Việt chạy chậm tới phòng ông nội mình Dương Cập, sau khi vào phòng, gã thấy Dương Cập đang ngồi trên ghế dài ở cách đó không xa. Dương Việt vội vàng đi tới, sau đó nói, ông nội, vừa nhận được tin Phương Ngự từ chức rồi. Bên trên phê chuẩn ngay lập tức, có lẽ gã ta được điều chuyển đến nơi khác, chỉ không biết là nơi nào. Dương Cập gật đầu, nét mặt không chút cảm xúc, ông biết. Dương Việt chần chừ một lát rồi nói, ông nội, hình như ông không được vui. Dương Cập bình tĩnh nói, vui chứ, sao lại không vui? Phương Ngự có tiền đồ hơn rồi. Dương Việt gật đầu, lần này không còn ai dám khinh thường gã ta nữa. Hơn nữa chắc chắn thư viện sẽ giao trách nhiệm nặng nề cho gã ta. Dương Cập cười châm chọc, có quan hệ với viện trưởng đương nhiên là một bước lên mây rồi, còn những người không có quan hệ với viện trưởng, cuộc đời này vẫn luôn là như thế, sẽ không thay đổi. Lúc này, chợt có một ông lão đi vào phòng. Thấy người đó, Dương Việt và Dương Cập đều sửng sốt. Vì người đến chính là Trương lão của nội các. Dương Cập vội vàng đứng lên. Hỏi với giọng điệu nghi ngờ, Trương các lão, ngài. Trương lão khẽ mỉm cười, Dương Cập, thư viện đã điều tra rõ ràng chuyện năm đó rồi, là có người ở ngoại các nhằm vào ông không có sai sót, chẳng những không có sai sót mà ban đầu còn vì ông chính trực, không thông đồng với bọn họ, nhờ thế mới không mang đến tổn thất cho thư viện. Hiện tại mọi việc đều đã điều tra rõ, nội các đã phê chuẩn, bắt đầu từ bây giờ, ông được đưa vào ngoại các, đảm nhiệm chức phụ ngự sử đô sát viện giám sát. Có quyền giám sát, vạch tội quan viên, xét duyệt tấu chương chuyển lời, đưa ý kiến cho viện trưởng. Nói xong, ông ta đưa cho Dương Cập một lệnh bài, Dương Cập hơi mơ hồ, Trương các lão, chuyện gì, xảy ra thế này? Trương lão cười nói, là viện trưởng đích thân căn dặn, còn nữa cháu trai của ông hoàn toàn có tư cách gia nhập thư viện, ông có thể cho thằng bé đến tổng viện báo danh. Nói đến đây, ông ta thoáng dừng lại rồi mới nói tiếp. Viện trưởng bảo ta chuyển lời với ông, ngài ấy nói thư viện mới thành lập chắc chắn có rất nhiều chỗ không hoàn thiện, nhưng ngài ấy hy vọng ông có thể đừng mất đi hy vọng với ngài ấy và thư viện. Lúc này, Dương Cập đã nước mắt lưng tròng. Đại Chu. Nạp Lan Ca đứng trước cửa đại điện, Ám U đứng sau lưng cô. Nạp Lan Ca nhìn chằm chằm Ám U, chắc chắn chưa? Ám U gật đầu, đã điều tra rõ. Nạp Lan tộc trưởng thật sự, chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng, mong các chủ tự mình quyết định. Nạp Lan Ca im lặng. Ám U cung kính đứng đó, không nói gì. Nạp Lan Ca nói, Ngao Trấn là do cha ta sắp xếp à? Ám U đáp, Ngao Trấn và tộc trưởng Nạp Lan âm thầm liên lạc, nhưng chuyện của tộc Thiên Long lần này không liên quan đến tộc Nạp Lan, đừng nói là tộc trưởng Nạp Lan, đến các chủ và ta cũng không biết, lần này viện trưởng thay đổi diện mạo trở về vũ trụ Quan Huyên.
Tộc Thiên Long muốn đào tạo một thiên tài yêu tộc, sau đó cho vào yêu đạo viện để khống chế toàn bộ yêu đạo viện, nhưng bọn họ không ngờ lại gặp viện trưởng, nhưng đúng là tộc trưởng Nạp Lan có lên kế hoạch, trong rất nhiều tộc đều có tai mắt của ông ấy, đương nhiên trong tộc Nạp Lan cũng có không ít tai mắt của các tộc khác. Nạp Lan ca im lặng một lúc mới nói, chuyện lần này ông đã thông báo cho tiểu quân chưa? Âm U gật đầu, không dám giấu các chủ, chuyện lần này là viện trưởng bảo thuộc hạ âm thầm điều tra, vì thế thuộc hạ đã thông báo cho viện trưởng đầu tiên. Nạp Lan ca gật đầu, về quan huyên. Nói xong cô quay người rời đi. Âm U cũng biến mất. Tộc Nạp Lan. Nạp Lan ca ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh cô là Nạp Lan danh tộc trưởng Nạp Lan. Trong điện chỉ có hai cha con. Nạp Lan ca mặt không cảm xúc, giữ chức vụ cao đã lâu, trên người cô lúc này cũng tự có một luồng uy áp vô hình. Nạp Lan danh khẽ nói, con biết hết rồi à? Nạp Lan ca gật đầu. Nạp Lan danh lắc đầu cười, Ám U lợi hại thật. Nạp Lan ca hỏi, tại sao ạ? Nạp Lan danh quay đầu nhìn cô, tiểu ca, con là các chủ của Tiên Bảo Các, là chủ mẫu của vũ trụ quan huyên. Nhưng con có chắc chắn vị trí của mình được đảm bảo không? Con! Dầm! Nạp Lan ca bất ngờ đập bàn, chiếc bàn vỡ tan. Tiếng của Nạp Lan danh im bặt. Mặt Nạp Lan ca lạnh như băng, cô hít sâu một hơi rồi nói cha, người thật sự nghĩ rằng không có tộc Thiên Long, không có Thiên Thiên cô nương, tộc Nạp Lan có con là có thể yên tâm rồi ư. Người sai rồi. Nạp Lan danh cau mày. Nạp Lan ca lắc đầu, Từ Nhu. Từ Thụ cô nương của chân vũ trụ, mấy người của nền văn minh thiên hành, còn có Chu Phản cô nương, năng lực của họ đều mạnh hơn con không biết bao nhiêu lần, con có thể trở thành các chủ của Tiên Bảo Các, trở thành chủ mẫu trên danh nghĩa của vũ trụ quan huyên không phải vì năng lực của con cao tới đâu, chỉ vì con và tiểu quân quen biết sớm, nếu không vì vậy thì Tiên Bảo Các và nội các làm sao tới lượt con quản lý, phụ trách. Sắc mặt Nạp Lan danh âm trầm nặng nề. Nạp Lan ca khẽ thở dài, cha. Trước đây con đến nhắc nhở người là muốn nói với người thư viện rất phức tạp, rất nhiều người để mắt đến tộc Nạp Lan chúng ta, con cứ tưởng người hiểu hết, nhưng bây giờ xem ra, người vẫn chưa khống chế được dã tâm của mình. Nạp Lan danh nhìn chằm chằm Nạp Lan ca, tiểu ca, con không thiếu gì hết, bao năm qua để tránh bị nghi ngờ, tuy con có hỗ trợ cho tộc Nạp Lan nhưng cũng hạn chế, con có thể toàn tâm toàn ý nghĩ cho tiểu quân, nhưng ta không thể không nghĩ ho tộc Nạp Lan. Ta biết ta chưa nhìn thấy thế giới rộng lớn, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng con có biết bao năm qua tộc Nạp Lan ta đối mặt với tộc Thiên Long đã phải hạ mình đến mức nào không? Bọn họ vô cùng hung hãn, quá đáng. Nạp Lan ca im lặng. Nạp Lan danh nói tiếp, con không muốn chúng ta cuốn vào vòng xoáy này, nhưng con có biết khi con trở thành các chủ Tiên Bảo Các và chủ mẫu của vũ trụ quan huyên, tộc Nạp Lan ta đã không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào vòng xoáy này rồi không? Giống như trong thế tục. Khi đã có thái tử, hoàng đế đột nhiên ủng hộ một hoàng tử khác, ta hỏi con, cho dù hoàng tử đó không muốn tranh giành, nhưng hắn và tộc mẫu của hắn thật sự có thể mặc kệ, tránh xa được sao? Nói xong ông lắc đầu, con và tiểu quân, bao gồm cả Thiên Thiên cô nương, các con đều không có quá nhiều ham muốn đối với quyền lực, đó là vì các con vốn đã nắm quyền lớn nhất thế gian này, nhưng chúng ta thì sao? Tiểu ca, các con không thể bắt tất cả mọi người đều làm giống như các con được. Nạp Lan ca từ từ nhắm mắt lại. Nạp Lan ca nói tiếp, vua nào triều thần nấy, nếu đời viện trưởng tiếp theo không phải con của con, nếu 1000 năm sau, tình hình của tộc Nạp Lan chúng ta trở nên tồi tệ, con nhìn kiếm chủ nhân gian đi, sau khi ông ấy đi, mấy tộc có quan hệ với ông ấy trước đây, ngoài cổ tộc và nguyệt tộc ra, những thế gia lớn khác có ai được sống tốt? Ta là cha của con, nhưng cũng là tộc trưởng của tộc Nạp Lan, ta không thể không suy nghĩ cho tộc Nạp Lan được. Nạp Lan ca khẽ nói cha, người phải hiểu rằng tộc Nạp Lan vốn chỉ là một tộc nhỏ, chúng ta không đủ căn cơ, cho dù con hỗ trợ tộc Nạp Lan nhiều hơn nữa, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ tăng thực lực của tộc Nạp Lan lên rất nhiều. Nhưng người có bao giờ nghĩ rằng như vậy chắc chắn sẽ khiến tộc Nạp Lan bành trướng, cuối cùng rước đến họa diệt tộc không? Nạp Lan danh im lặng. Nạp Lan ca tiếp tục nói, còn nữa, mẹ chồng giao Tiên Bảo Các cho con không có nghĩa là bà ấy không quan tâm nữa. Người phải biết rằng, đằng sau tiểu quân, ngoài mẹ chồng còn có những cường giả hàng đầu và nhóm tham mưu của Dương tộc nữa, bây giờ họ không quản lý, không có nghĩ là họ không biết chuyện,
dù là mọi điều tộc Nạp Lan ta làm hay là tộc Thiên Long làm, người nghĩ họ thật sự không biết gì sao? Nói tới đây cô lắc đầu, còn Thiên Thiên cô nương nữa, cô ấy và Tiểu Quân hợp thành một thể, người nghĩ lần này cô ấy và Tiểu Quân hoàn toàn đoạn tuyệt rồi ư? Con nói cho người biết, Tiểu Quân không phải người vô tình, Thiên Thiên cô nương và huynh ấy vào sinh ra tử nhiều năm, trong lòng Tiểu Quân, địa vị của cô ấy vô cùng đặc biệt. Cha à, người nghĩ mọi chuyện đơn giản quá đó. Nạp Lan danh vô cảm, vậy nên con định trừng phạt ta thế nào? Nạp Lan ca lắc đầu, con không trừng phạt cha. Nạp Lan danh nhíu mày. Nạp Lan ca chậm chậm đứng dậy, nhẹ nhàng nói, thời gian này vũ trụ quan huyên xảy ra rất nhiều chuyện. Những chuyện này khiến con hiểu cho dù con cố gắng hơn nữa thì con cũng không thể quản lý tốt được tiên bảo các và vũ trụ quan huyên. Bởi vậy con đã xin mẹ chồng N nghỉ, giao lại tiên bảo các cho Chu Phản cô nương, còn nội các, sau này sẽ do Chu Phản cô nương và Tử Nhu cô nương cùng quản lý. Tiểu ca. Nạp Lan danh đứng dậy, ông nhìn Nạp Lan ca với vẻ không thể tin được, run run nói, con không thể. Nạp Lan ca lắc đầu, con không có năng lực đó thì tại sao lại giữ vị trí đó? Chu Phản cô nương và các cô nương khác xuất sắc hơn con, phù hợp hơn con. Nói xong, trong mắt cô ấy hiện lên vẻ phức tạp, cô lập tức bước ra ngoài. Trong điện, sắc mặt Nạp Lan danh tái nhợt như tờ giấy. Thành quan huyên, nội các. Nội các có không ít người, hiện tại đã có 9 người, nhưng người thực sự nắm binh quyền lại rất ít. Dương nhiên, đây là điều Diệp Quân và Nạp Lan ca cố ý. Quyền lợi của người ở nội các vốn đã rất lớn, nếu còn nắm thêm binh quyền, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề, không phải sợ tạo phản mà là sợ thành viên nội các nắm binh quyền dần dần trở nên tham vọng hơn, dù sao phía sau mỗi một thành viên nội các đều đại diện cho một thế lực, nếu lại nắm binh quyền thế lực sẽ quá lớn mạnh. Tín công chúa và Nguyệt Hoàng nắm binh quyền, nhưng họ đều ở ngoài. Chuyện của nội các hầu như họ chỉ có quyền bỏ phiếu. Mà họ cũng thông minh, rất ít khi quan tâm chuyện của nội các, bởi vì họ biết quyền lực trong tay họ đã quá lớn, nếu còn can thiệp vào chuyện của nội các nữa thì chắc chắn không phải là chuyện tốt đối với họ. Hôm nay tất cả thành viên của nội các đều có mặt, bao gồm cả Tín công chúa và Nguyệt công chúa, còn có cả Trấn Nam Tuyết thuộc Trấn tộc mới trở thành thành viên nội các, cô ta đại diện cho Trấn tộc. Ngồi trên vị trí đầu là Diệp Quân. Nhưng Nạp Lan ca không ở đây. Diệp Quân nhìn mọi người đang có mặt, những người ở đây có thể nói là những người có quyền lực nhất vũ trụ quan huyên. Diệp Quân cười nói, hình như ta vẫn chưa ngồi ở đây nói chuyện đàng hoàng với các vị bao giờ. Nghe Diệp Quân nói thế mọi người đều cười rộ lên. Đúng vậy, từ sau khi Diệp Quân trở thành viện trưởng vẫn luôn ở ngoài, hầu như chưa quay trở lại bao giờ. Diệp Quân nghiêm túc nói. Hôm nay ta gọi mọi người tới là muốn thảo luận với mọi người cách thống trị vũ trụ quan huyên, ta cũng rất muốn nghe ý kiến của mọi người có thể phát biểu thoải mái. Tín công chúa mỉm cười, viện trưởng, thật sự có thể phát biểu thoải mái ư? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Tín công chúa gật đầu rồi bảo, chúng ta đều hiểu ý định viện trưởng thiết lập trật tự. Trật tự gió cũng không phải không được, nhưng ta có hai ý kiến. Thứ nhất, viện trưởng à. Chúng ta không thể vội vàng, không thể ngày một ngày hai là xong chuyện được. Trật tự mới cũng vậy, càng vội sẽ càng dễ có vấn đề, dù sao hàng chục triệu năm qua, chúng ta vẫn luôn coi trọng cường giả, dùng thực lực để nói chuyện, bỗng dưng bảo mọi người tuân thủ quan huyên pháp, chắc chắn rất nhiều người sẽ có phần phản kháng và không quen. Nói đến đây bà ấy nhìn Diệp Quân gật đầu, bà nói tiếp đi. Tín công chúa gật đầu. Nói tiếp, bộ phần cốt lõi nhất hiện tại của vũ trụ chúng ta vẫn là các thế gia và tông môn lớn nhỏ, mà điều này không thể tránh được, bởi vì nếu người ở tầng lớp thấp nhất vùng lên, chắn chắn sẽ khiến gia tộc của họ trỗi dậy, không lâu sau đó sẽ có một gia tộc mới, mà dù là người của thế gia hay người ở tầng lớp thấp, lý do họ phấn đấu không chỉ để nâng cao thực lực của bản thân mà còn để làm dạng danh tổ tiên, dẫn dắt gia tộc của mình cùng phát triển. Mọi người đều im lặng. Diệp Quân gật đầu, Tín công chúa nói rất có lý. Tín công chúa mỉm cười, vậy ta nói tiếp nhé. Diệp Quân cười khẽ, mời tiếp tục. Tín công chúa gật đầu, ý kiến thứ hai của ta là khi chúng ta thiết lập trật tự cũng không được bỏ qua bản chất của con người. Cần phải lưu ý rằng dù là thế gia hay tông môn, khi mọi người tụ tập cùng nhau nghĩ cách phát triển, mục đích cuối cùng đều là lợi ích,
chỉ khi có lợi ích thì mọi người mới tích cực chủ rộng. Bất kỳ thế gia hay tông môn nào chắc chắn cũng có dã tâm cực lớn, đương nhiên sẽ vì dã tâm mà không từ thủ đoạn, như vậy chắc chắn không thể thực hiện được. Nhưng nếu chúng ta có thể lợi dụng được dã tâm này của họ thì sẽ rất dễ dàng kiểm soát họ. Lý Bán Chi cũng lên tiếng, ta đồng ý với lời Tín công chúa nói, dù là thế gia hay tông môn đều là một bộ phận quan trọng của thư viện này, hơn nữa trong cả vũ trụ Quan Huyên, có vô số thế gia và tông môn, nếu có thể kiểm soát thì vừa có giúp được họ, vừa giúp được chúng ta. Tín công chúa nhìn Lý Bán Chi, mỉm cười nhẹ. Bà ấy và Lý Bán Chi tuy quen biết nhưng rất ít khi liên lạc, bởi vì bà thường xuyên ở ngoài. Lúc này, Nguyệt Hoàng bật cười, ta có cách kiểm soát những thế gia và tông môn này, vũ trụ này của chúng ta rất rộng lớn, không nên chỉ nhìn thấy mỗi vũ trụ Quan Huyên, chẳng hạn như chúng ta có cuộc thi Vạn Châu, vậy tại sao không thể có một cuộc thi vũ trụ? Để các thiên tài và yêu nghiệt của mỗi vũ trụ trong nền văn minh cùng cấp tụ tập với nhau, sau đó thưởng hậu hĩnh hơn một chút, chẳng hạn như ai đạt thứ hạng cao thì không chỉ nhận được phần thưởng cực kỳ có lợi cho mình, mà gia tộc của người đó cũng nhận được phần thưởng cực kỳ có giá trị. Nói xong bà ấy dừng một chút mới nói tiếp, cách tốt nhất để kiểm soát những thế gia và tông môn này là dùng lợi ích, chỉ khi có đủ lợi ích, họ mới tuân theo quy định chúng ta đặt ra, hơn nữa là cam tâm tình nguyện tuân theo. Đương nhiên đây chỉ là điều chung chung, nếu viện trưởng thấy khả thi thì tới lúc đó ta có thể lập ra một bản kế hoạch cụ thể hơn. Diệp Quân gật đầu, trước đây ta vẫn luôn bỏ qua điều này, mọi người đều muốn được sống tốt hơn, nếu không có lợi ích, ai muốn đi theo chúng ta. Những cuộc thi theo phương thức nhận được lợi ích này khá nhiều, nhưng vẫn chưa đủ, tới khi ấy Nguyệt Hoàng có thể làm một bản kế hoạch cụ thể đưa cho nội cách, sau khi bàn bạc với nội cách thì đưa cho ta hoặc tiểu ca. Nguyệt Hoàng mỉm cười, được. Tín công chúa nói, thật ra so với tông môn và thế gia, sắp tới chúng ta sẽ phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn, đó là cả một nền văn minh. Dù sao thì các tông môn và thế gia chỉ là những thế lực nhỏ, nhưng một nền văn minh thì phức tạp hơn nhiều, họ không chỉ có những thế lực chủ chốt hùng mạnh, mà trong đó còn có vô số các thế gia và tông môn khác. Nói đến đây, bà ấy nhìn Trấn Nam Tuyết, cười nói, Trấn Nam Tuyết cô nương. Điều này cô càng có quyền lên tiếng hơn chúng ta. Trấn Nam Tuyết khẽ mỉm cười, thật ra viện trưởng đã có cách giải quyết, đó là phân chia khu vực để quản lý, mỗi nền văn minh đều có tinh vực vũ trụ riêng, mọi người có thể giao lưu với nhau nhưng không được đến nền văn minh của nhau để sinh sống, như thế có thể giảm bớt rất nhiều mâu thuẫn và xung đột, nhưng ở đâu có người thì ở đó có đấu tranh, giữa các nền văn minh cũng vậy, người ở nền văn minh cấp cao chắc chắn coi thường người ở nền văn minh cấp thấp. Nếu gặp nhau chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn. Nói đến đây cô ta suy nghĩ một chút rồi lại nói, vì thế ta đề nghị đến lúc đó ban hành lệnh cấm. Ví dụ như không có lý do đặc biệt thì người của nền văn minh cấp cao không được vào nền văn minh cấp thấp, cho dù vào cũng vẫn bị hạn chế, chẳng hạn như hạ thấp tu vi. Ngoài ra, vũ trụ Quan Huyên nên thành lập một nhóm người bảo vệ đặc biệt, nhóm bảo vệ này chuyên dùng để bảo vệ trật tự giữa các nền văn minh. Diệp Quân gật đầu, ý kiến này của cô rất được, còn về đội người bảo vệ đặc biệt này. Trấn Nam Tuyết nghiêm nghị nói, thực lực nhất định phải cực kỳ mạnh, phải có khả năng áp chế được tất cả các nền văn minh vũ trụ, hơn nữa đội bảo vệ này còn phải là người chính công vô tư, không được can thiệp vào nội bộ và sự phát triển của mỗi nền văn minh, nếu không sẽ là tai họa cho rất nhiều nền văn minh. Diệp Quân nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, điều cô nói rất hay, có thể thực hiện, còn đội người bảo vệ đặc biệt này. Tới khi đó ta sẽ thành lập. Trấn Nam Tuyết cười, được. Diệp Quân nhìn tất cả mọi người đang có mặt rồi nói, Tín công chúa nói đúng, chúng ta không thể vội vàng, việc thiết lập trật tự này không thể vội được, nhưng cũng không thể không vội, bắt đầu từ hôm nay, cứ nửa năm, thành viên nội các họp một lần, mọi người cùng trao đổi, tiếp xúc với nhau nhiều hơn, nhất là Tín công chúa và Nguyệt Hoàng, các cô đừng giấu giấu nghề nữa, ở đây không có chuyện vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván. Nếu hai bà có năng lực, ta có thể cho hai bà thêm quyền. Tín công chúa cười duyên dáng, viện trưởng, lời này là cậu nói đó nha. Diệp Quân gật đầu, chỉ cần hai bà có năng lực, thật tâm giúp đỡ ta thiết lập trật tự này, ta có thể cho các bà thêm lợi ích và quyền lợi, đương nhiên ta hy vọng các bà đừng đánh mất chính mình. Đương nhiên hắn hiểu, muốn mọi người làm giúp mình cách tốt nhất không phải là chỉ nói suông, nói những lời mọi người đều bình đẳng, mà là lợi ích. Người đưa ra lợi ích đủ lớn, những người này chịu làm cho ngươi, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện làm cho ngươi.
Giống như trong thế tục, nếu ông chủ không hứa hưu hứa vượt, làm gì có nhân viên nào chịu làm. Nếu ông chủ hào phóng, tầm nhìn rộng lớn, có nhân viên nào không muốn hết lòng đi theo ngươi. Mọi người lại bàn thêm vài canh giờ nữa, sau khi Diệp Quân dặn dò xong hết mọi chuyện, mọi người mới giải tán. Ở lối vào Quan Huyên Điện, Tín Công Chúa và Nguyệt Hoàng đang bước đi chậm rãi. Khi xưa họ là kẻ thù không đội trời chung, sau này gia nhập vũ trụ Quan Huyên, thật ra thù hận giữa hai bên đã tan biết, nhưng họ vẫn giả vờ như không hợp, mục đích đương nhiên là để bảo vệ chính mình. Tín Công Chúa mỉm cười, nói thật lần này ta rất bất ngờ. Nguyệt Hoàng nói, chuyện của tộc Thiên Long à? Tín Công Chúa gật đầu. Trong những năm qua, tộc Thiên Long phát triển rất nhanh, dù những thế gia lâu đời như họ cũng phải tránh xa. Ai dám đắc tội tộc Thiên Long? Dù sao Ngao Thiên Thiên cũng đi theo Diệp Quân vào sinh ra tử mỗi ngày, tình cảm này chắc chắn không thua kém Nạp Lan các chủ. Nếu Ngao Thiên Thiên sinh con, viện trưởng đời tiếp theo chưa thể biết được sẽ là ai. Cũng chính vì vậy mà tộc Thiên Long mới có lòng tin như thế. Nguyệt Hoàng khẽ nói, ta cũng rất ngạc nhiên, có thể thấy viện trưởng nghiêm túc muốn thiết lập trật tự mới. Tín Công Chúa gật đầu, viện trưởng trưởng thành rồi. Thực ra chuyện lần này cũng nhắc nhở hai người họ, vì trật tự mới đó, đến tộc Thiên Long Diệp Quân cũng dám diệt, chứ đừng nói là thế gia và tông môn khác. Ai dám làm bừa nữa? Cú sốc này khiến ngay cả họ cũng dè chừng. Thật sự rất tàn nhẫn, phải biết rằng tộc Thiên Long là hoàng thân quốc thích thật sự, được coi là một trong những tộc người thân của Diệp Quân. Tín Công Chúa nói thêm, thật ra cũng có mặt tốt, ít nhất thì ý của viện trưởng rất rõ ràng, chỉ cần làm được thì cậu ấy sẽ cho thêm nhiều quyền lợi. Hơn nữa mục tiêu cả viện trưởng không chỉ là vũ trụ Quan Huyên hiện tại, mà là cả vũ trụ, đi theo cậu ấy, chúng ta có thể tiến xa hơn. Nguyệt Hoàng gật đầu, đúng thế, tiếc cho Thiên Thiên cô nương đó thật. Một con rồng rất xuất sắc nhưng lại bị tộc mẫu kéo xuống, hầy. Tín Công Chúa gật đầu, lần này đúng là Thiên Thiên cô nương rất bị tổn thương, nhưng tình cảm giữa cô ấy và viện trưởng chắc chắn là điều mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Nói xong bà ấy lắc đầu cười, chúng ta không nên nói sau lưng viện trưởng nữa, đi thôi. Chẳng bao lâu sau, hai người đã biến mất. Bên kia, Ám U tìm đến Diệp Quân. Khi biết Nạp Lan Ca từ bỏ vị trí các chủ tiên bảo các, Diệp Quân đã im lặng rất lâu. Ám U cung kính đứng sang một bên. Diệp Quân im lặng một lúc lâu rồi mới cất bước đi. Không bao lâu sau, Diệp Quân đã đến thành Hoang Cổ ở Nam Châu. Hắn đi đến bên sông thì gặp được Nạp Lan Ca, Nạp Lan Ca như thể cảm nhận được nên quay đầu lại, khi thấy là Diệp Quân thì cô nở nụ cười xinh đẹp. Diệp Quân đi tới bên cạnh Nạp Lan Ca. Hắn nắm tay cô rồi khẽ hỏi, muội mệt à? Nạp Lan Ca gật đầu, chủ yếu là do năng lực của muội không đủ, những năm gần đây vũ trụ Quan Huyên và tiên bảo các đều bị muội quản lý hỏng bét hết rồi, thật xin lỗi huynh và mẫu thân. Diệp Quân lắc đầu, không liên quan gì đến muội cả, người phạm sai lớn nhất phải là huynh mới đúng. Nạp Lan Ca đang định nói chuyện thì Tiểu Tháp bỗng bảo, các ngươi không ai sai cả. Diệp Quân và Nạp Lan Ca sửng sốt. Tiểu Tháp tiếp tục nói, người sai lớn nhất phải là cha của ngươi, cha ngươi chỉ muốn sống một đời vui vẻ, lúc các ngươi còn trẻ tuổi mà đã phải gánh vác trọng trách nặng nề như vậy, đừng nói là các ngươi, cho dù là mấy vị nhà họ Dương kia cũng chưa chắc có thể quản lý tốt được cả một vũ trụ như thế này. Nói rồi, nó dừng lại một chút rồi bổ sung, bởi vậy các ngươi không cần phải tự trách mình, tất cả lỗi lầm đều là từ tiểu chủ hết. Diệp Quân và Nạp Lan Ca nhìn nhau nở nụ cười. Nạp Lan Ca bỗng xoa bụng mình, hơi nghi hoặc Tiểu Quân này, theo lẽ thường thì đứa bé này phải được sinh ra từ sớm rồi chứ, tại sao? Diệp Quân cũng thấy lạ, Tháp gia, người biết chuyện này là sao không? Tiểu Tháp nói, người năm đó người cũng sinh ra rất muộn. Diệp Quân hơi kinh ngạc, ta ư. Tiểu Tháp nói, ừ, đây là nguyên nhân từ huyết mạch, đứa bé trong bụng chủ mẫu chí ít nắm giữ hai loại huyết mạch đặc biệt. Thậm chí là ba. Nói đơn giản hơn thì người càng mạnh càng sinh ra trễ. Diệp Quân do dự. Rồi hắn hỏi, nó có phải là người thiên mệnh không? Tiểu Tháp đáp, không đâu, nhà họ Dương sẽ không có thêm một người thiên mệnh nào cả. Diệp Quân có chút ngạc nhiên, tại sao? Tiểu Tháp, không dám nói.
Diệp Quân. Diệp Quân không nói tiếp đề tài người thiên mệnh với Tháp Gia nữa, hắn và Nạp Lan Ca 3 ngày sau cũng rời khỏi vũ trụ Quan Huyên. Chẳng mất bao lâu, hắn đã đến kiếp giới. Lúc này, sức mạnh ác đạo vẫn đang không ngừng tuôn trào mạnh hơn. So với lần đầu tiên hắn nhìn thấy, sức mạnh ác đạo bây giờ đã tăng hơn gấp mấy chục lần. Nếu Nhất Điện Chủ đến từ khu vực thần hư kia, vậy ác đạo cũng vô cùng có khả năng đến từ nơi đó. Diệp Quân nhìn về phía xa xôi, sau đó xoay người rời đi. Vậy là đã đi rồi. Lúc này, bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau Diệp Quân. Cơ thể Diệp Quân hơi run lên, hắn vội xoay lại, cách đó không xa có một cô gái đang mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn. Mái tóc bạc trắng, mang một chiếc váy dài màu mây, trông rất tao nhã hào hoa. Diệp Quân run giọng gọi, Chân tỷ. Từ Chân mỉm cười nói, không nói nên lời luôn à. Diệp Quân hơi cúi đầu, khẽ nói, thực lực còn rất yếu. Từ Chân chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quân, cô ta chủ động nắm tay hắn rồi nhẹ nhàng bảo ta đâu có chê. Diệp Quân. Từ Chân lại nở nụ cười, ta chờ cậu đến cứu ta. Diệp Quân nói, Chân tỷ, tỷ. Từ Chân chớp mắt, ta còn có thể cầm cự thêm 3 năm nữa. Diệp Quân lắc đầu cười, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Từ Chân rồi nói, ta sẽ không để các tỷ chờ quá lâu. Nói rồi, hắn xoay người ngự kiếm bay lên, biến mất ở nơi cuối chân trời. Từ Chân nhìn theo bóng dáng Diệp Quân biến mất ở phương xe, khẽ nở nụ cười. Lúc này, Từ Nhu và Từ Thụ cũng bước đến. Từ Chân nhẹ giọng nói, lần này hắn đã chịu không ít khổ sở nhỉ. Trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Từ Nhu gật đầu. Từ Chân khẽ mỉm cười, cô ta nhìn phía chân trời, trong mắt ngập tràn nhu tình, mãi lâu sau cũng không thu lại tầm mắt. Chấm chấm chấm. Diệp Quân không đến thẳng khu vực thần hư mà là đến Văn Minh Thiên Hành, sau khi Nhất Niệm rời đi, bây giờ tất cả mọi chuyện ở Văn Minh Thiên Hành hầu như đều do Tĩnh An xử lý. Hai người ngồi dưới gốc cây thần, Diệp Quân nướng thịt dê, Tĩnh An bên cạnh đã thòm thèm. Một lát sau, Diệp Quân xé đùi dê ra đưa cho Tĩnh An nhận lấy gặm ngon lành. Diệp Quân khẽ mỉm cười, không nói gì. Một lúc lâu sau, Tĩnh An đột nhiên nói, Nhất Niệm sẽ không sao đâu đúng không? Diệp Quân gật đầu, nói chắc nịch, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tĩnh An gật gật đầu, tiếp tục gặm đùi dê. Tĩnh An ăn xong thì phủi tay, sau đó nói, đi tìm Nhất Niệm đi. Diệp Quân gật đầu, hắn đứng lên định rời đi, Tĩnh An đột nhiên nói, đợi đã. Diệp Quân xoay người nhìn Tĩnh An cũng nhìn thẳng vào hắn, nhất định phải dẫn Nhất Niệm về. Diệp Quân cười đáp, chắc chắn rồi. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm bay lên, biến mất ở nơi cuối chân trời. Tĩnh An nhìn ánh kiếm biến mất ở nơi xa xôi. Khẽ nói, phải bảo trọng đấy. Chấm chấm chấm. Trong tinh không, Diệp Quân lấy quyển trục dịch chuyển mà chủ nhân bút đại đạo đưa cho, hắn liếc nhìn quyển trục trong tay, không nghĩ nhiều đã lập tức khởi động nó. Một cột sáng đột nhiên dâng lên từ trong quyển trục rồi bao quanh lấy hắn, một khắc sau hắn đã biến mất. Ngay sau đó, Diệp Quân cảm giác mình đang được truyền tống cực nhanh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn cảm giác thân thể của mình dần bắt đầu xuất hiện cảm giác khó chịu, thế là hắn vội vàng phóng ra kiếm ý để bảo vệ cơ thể, có kiếm ý bảo hộ, hắn mới cảm thấy ổn hơn nhiều. Nhưng tốc độ của hắn vẫn đang càng lúc càng nhanh hơn. Cứ như thế không biết qua bao lâu, mãi đến khi trước mặt hắn xuất hiện một tia sáng trắng, hắn mới cảm nhận được tốc độ của mình chậm lại. Một lát sau, Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, lúc này hắn đang ở trong một vùng tinh không. Diệp Quân nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện bốn phía là một màu đen kịt, không hề có lấy ánh sáng từ ngôi sao nào cả. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía xa, với thực lực hiện tại của hắn thì đã có thể thấy rõ được trăm vạn tinh vực xung quanh, nhưng hắn lại không nhìn thấy gì cả, hoàn toàn là một màu đen kịt. Diệp Quân hơi nghi hoặc, sao vậy được? Lẽ nào đây là một tinh vực bỏ hoang? Dứt lời, hắn lại nhìn lướt sang bốn phía. Chẳng mấy chốc đã phát hiện khu vực này vậy mà lại có hai luồng ý chí còn sót lại, đó là hai luồng ý chí vô cùng mạnh mẽ, đang ở trạng thái vô chủ. Diệp Quân hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ nhiều mà đã ngự kiếm bay lên, biến mất tại chỗ.
Sau một canh giờ, sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, bởi vì hắn đã ngự kiếm bay đi suốt một canh giờ nhưng vẫn chưa thoát khỏi tinh vực này. Thật kỳ lạ. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, nơi này có chút không đơn giản. Diệp Quân gật đầu, hắn lại lần nữa ngự kiếm bay lên, mà chưa bay được bao lâu, hắn đột nhiên nhíu mày lại, bởi có một luồng thần thức đang khóa lấy hắn. Hắn quay đầu nhìn thì phát hiện ở một nơi cách đây nghìn trượng về bên phải, có một người đàn ông kỳ lạ đang quan sát hắn. Người đàn ông này mặc một bộ trường bào màu xám cho, trên mặt bị phủ kín với các tấm bùa chú đỏ như máu, trông vô cùng quỷ dị. Trên mặt gã cũng có không ít phù văn, cực kỳ khủng bố, mà trong tay gã đang cầm một lá phù vàng. Nhìn người đàn ông này, Diệp Quân thấy hơi kỳ lạ, mà đúng lúc này, người đàn ông kia chợt biến mất ngay tại chỗ. Dứt khoát ra tay. Diệp Quân khẽ nhíu mày, nhưng không nghĩ nhiều đã vươn tay xuất ra một chiêu kiếm. Trong thời gian ngắn, người đàn ông kia đã bị chém bay ra xa hơn mấy nghìn trượng, vừa dừng lại đã có một thanh kiếm khác chĩa thẳng vào giữa đầu mày của gã. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong mắt không hề có sự sợ hãi. Diệp Quân cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức hỏi, ngươi là người phương nào? Người đàn ông lại đột nhiên bốc cháy, chớp mắt đã hóa thành tro. Diệp Quân cau mày lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc, thứ gì vậy? Đánh không lại là tự sát ngay. Diệp Quân im lặng một hồi lâu, hắn xòe tay ra, nhẫn không gian của người đàn ông kia lập tức bay vào tay hắn, nhưng hắn không xem bên trong có gì mà lại nhìn lá phù vàng đang trôi nổi trước mặt mình. Lá phù này có màu vàng sáng chói, tựa như hoàng kim, nhìn kỹ hơn thì thấy nó được tạo thành từ các phù văn thần bí, bên trong còn ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Quân có chút ngạc nhiên, đây là gì? Tiểu Tháp nói, thuốc nổ. Diệp Quân. Diệp Quân nhìn chằm chằm nó một lúc, vẫn không nhìn ra được là gì nên đành cất đi, sau đó lại nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn ngự kiếm bay thêm một lần nữa. Sau ba canh giờ, rốt cuộc Diệp Quân cũng gặp được ánh sáng, hắn nở nụ cười rồi tăng nhanh tốc độ, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi được tinh vực đen kịt này. Mà khi hắn vừa thoát ra được thì có quay đầu nhìn lại, thấy trước mặt hắn là một cái hố đen kịt, sâu không thấy đâu, khiến người nhìn nảy sinh lòng sợ hãi. Diệp Quân thấy kỳ lạ, đây rốt cuộc là nơi nào? Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền từ bên cạnh vang đến. Diệp Quân quay đầu sang thì thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang nhìn hắn, người đó mặc một bộ áo bào đen, theo sau y còn có một ông lão. Ngôn ngữ đối phương dùng khác với vũ trụ quan huyên, bởi vậy hắn không thể nghe hiểu được lời của đối phương. Thấy vẻ mặt của Diệp Quân, người đàn ông kia hiểu ngay Diệp Quân không nghe hiểu mình nói gì, thế lại y xòe tay ra, một tảng đá chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân hơi nghi hoặc một chút. Người đàn ông đưa tay phải ra hiệu để Diệp Quân đặt tay lên tảng đá. Diệp Quân nhìn tảng đó một lúc rồi đưa tay ra, bỗng chốc, mười mấy loại ngôn ngữ cùng chữ viết tràn vào trong thức hải của hắn. Lúc này, người đàn ông hỏi, huynh đi ra từ trong đó. Diệp Quân gật đầu, ừ. Người đàn ông ngẩn người, sau đó lại hỏi, thật sự từ trong đó đi ra. Diệp Quân cười nói, đúng vậy, sao thế? Vẻ mặt của người đàn ông chợt trở nên kỳ lạ. Thấy ánh mắt của ông ta, Diệp Quân hơi nghi hoặc, đây là đâu vậy? Người đàn ông trầm giọng hỏi ngược lại, huynh không biết. Diệp Quân gật đầu, ta vừa tới thôi, không rõ lắm. Người đàn ông liếc mắt nhìn Diệp Quân, sau đó nói, đây là dị chiến trường vô cùng nổi tiếng của khu vực thần hư. Diệp Quân kinh ngạc, dị chiến trường. Người đàn ông gật gật đầu, giới thiệu, vào năm Hoàng Triều thần hư từng có một vị tướng quân và một vị dị thần đã đại chiến ở đây, họ đã đánh nát khu vực này, mấy trăm triệu năm qua nó vẫn chưa thể hồi phục được. Diệp Quân có chút ngạc nhiên hỏi, Hoàng Triều thần hư. Người đàn ông đáp, đó từng là một đế quốc vô cùng huy hoàng, sau đó nội loạn, lại thêm bị dị thần xâm lấn, bây giờ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa thôi. Nói rồi, y liếc nhìn Diệp Quân, huynh đến từ đâu? Diệp Quân nói, vũ trụ quan huyên. Người đàn ông cau mày suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Quân hỏi, huynh từng nghe đến nhất điện chủ chưa? Người đàn ông vẫn lắc đầu, chưa từng. Diệp Quân tiếp tục hỏi, ác đạo minh thì sao?
Người đàn ông vẫn là lắc đầu. Diệp Quân chưa từ bỏ ý định, huynh nghe đến Tĩnh tông chủ chưa? Lắc đầu. Diệp Quân suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy có biết chủ nhân bút đại đạo không? Người đàn ông hơi run lên, đáp, người này thì ta biết. Diệp Quân, lại quen biết với chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân vô cùng kinh ngạc, xem ra hắn đã đánh giá thấp chủ nhân bút đại đạo. Người đàn ông đột nhiên nói, tên của huynh là gì? Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, nhìn người đàn ông, cười nói, Diệp Quân. Người đàn ông mỉm cười nói, ta tên Tông Ô, đến từ thành thần Pháp. Vừa nói, y vừa liếc nhìn vực sâu thời không đen kịt, cách đó không xa, không biết Diệp huynh mất bao lâu, mới ra khỏi đó. Diệp Quân nói, vài canh giờ. Tông Ô và ông lão phía sau đều sửng sốt. Hiển nhiên Tông Ô không tin lắm, hỏi lại, mấy canh giờ. Diệp Quân gật đầu, hắn thấy sắc mặt hai người hơi kỳ lạ, vì vậy hỏi, sao vậy? Tông Ô nghiêm túc nói, Diệp huynh, huynh thật lợi hại. Diệp Quân không hiểu, sao lại nói vậy? Tông Ô cười khổ nói, chẳng lẽ huynh ở trong đó, không gặp nguy hiểm sao? Diệp Quân lắc đầu, không. Tông Ô và ông lão nhìn nhau, hai người đều bối rối. Tông Ô trầm giọng nói, sau trận đại chiến ở chiến trường này, dị thần chết, thể xác và linh hồn ông ta biến thành mảnh luật pháp vô thượng. Những kẻ dị đoan ở dị vực, thường tiến vào khu vực mảnh vụn kia, cho nên, chiến trường này vô cùng nguy hiểm. Diệp Quân cười nói, quả thực ta có gặp phải một người mặc quần áo kỳ quái, không biết có phải là người dị đoan trong miệng huynh hay không, à, còn có cái này. Vừa nói, hắn vừa mở lòng bàn tay ra, một luồng phù quang hoàng kim, xuất hiện trong tay hắn. Tông Ô lập tức kinh hãi nói, trời ạ, đây là mảnh vụn pháp luật vô thượng. Huynh vậy mà lại giết một kẻ dị đoan, huynh thật dũng mãnh. Diệp Quân. Dị đoan. Diệp Quân do dự, sau đó nói, không phải rất yếu sao. Vẻ mặt Tông Ô cứng đờ. Thấy vẻ mặt Tông Ô, Diệp Quân lắc đầu cười, đương nhiên hắn càng vui hơn, xem ra, hắn đến đây, cũng không biến thành kẻ yếu. Bây giờ, quả thực hắn không giống trước kia, dù sao. Kiếm ý hiện tại của hắn tương đương với 9 phần uy lực của kiếm Thanh Huyên, không thể nói có thể tung hoành ngang dọc toàn bộ vũ trụ, nhưng chắc chắn không phải kẻ yếu. Tông Ô bỗng cười khổ, Diệp huynh, những kẻ dị đoan đến từ dị vực có thực lực rất mạnh, đương nhiên, Diệp huynh hiển nhiên mạnh hơn. Diệp Quân nói, Tông huynh, có thể giới thiệu cặn kẽ về nơi này cho ta biết được không? Tông Ô cười nói, cái này đơn giản thôi. Diệp huynh đi đến Vương Thành Thần Khư mua một cuốn bách khoa thư là có thể hiểu cặn kẽ nơi này. Vừa nói, y vừa chỉ bên phải, đi thẳng, sẽ thấy một hành tinh màu đỏ, đó chính là địa chỉ cũ của Vương Triều Thần Khư. Diệp Quân ôm quyền, cảm ơn. Dứt lời, hắn lên ngự kiếm, biến mất ở cuối tinh không. Sau khi Diệp Quân rời đi, ông lão đứng sau Tông Ô đột nhiên nói, thiếu thành chủ, người này lai lịch phi phàm, sao không thu phục hắn ta? Tông Ô lắc đầu, hắn giết kẻ dị đoan ở dị vực, kết thù với dị vực, nếu chúng ta chiêu mộ hắn thì chẳng khác nào thay hắn gánh chịu hậu quả, cái giá phải trả quá lớn, không đáng. Ông lão muốn nói lại thôi. Ngược lại ông ta cảm thấy đáng giá, bởi chàng trai trẻ khi nói về kẻ dị đoan, tỏ ra rất bình thản, nói cách khác, đối phương có thể mạnh hơn bọn họ nghĩ rất nhiều. Tất nhiên, ông ta không nói thêm gì nữa. Tông Ô thấp giọng nói, mảnh vụn pháp luật vô thượng. Ánh mắt y chợt lóe lên. Trong lòng ông lão nặng trĩu, thiếu thành chủ, cho dù chúng ta không thu phục được người này, nhưng cũng không nên tùy tiện kết thù kết oán. Tông Ô mỉm cười nói, phu lão, nhiều khi, giết người không nhất thiết phải tự mình ra tay, biết chưa? Sắc mặt ông lão tối sầm, liếc nhìn Tông Ô, ông ta có cần chạy trốn không nhỉ? Thực lực ông ta mạnh hơn Tông Ô rất nhiều, nhưng khi đối mặt với Diệp Quân, ông ta cảm thấy thiếu niên này thâm sâu khó lường, theo kinh nghiệm của ông ta, chắc chắn thiếu niên này không phải người bình thường, nếu như lôi kéo tất nhiên là tốt, nếu không thể lôi kéo thì không nên đắc tội, kết mối thiện duyên cũng được. Nhưng ông ta không ngờ được, thiếu thành chủ lại khăng khăng lựa chọn phương án thứ ba. Kết thù. Mặc dù muốn mượn đao giết người, nhưng làm chuyện như vậy sao có thể không có sơ hở chứ? Ông lão thầm thở dài.
Mấy năm nay, làm công không dễ dàng. Khoảng nửa giờ sau, Diệp Quân đi đến một hành tinh màu đỏ, vừa đến gần hành tinh này, hắn lập tức cau mày, vì hành tinh này hơi kỳ lạ, cả hành tinh tỏa ra năng lượng quỷ dị. Khi đến gần, hắn phát hiện, năng lượng kỳ lạ này sẽ ăn mòn kiếm ý và tu vi của hắn. Dĩ nhiên, kiếm ý của hắn không hề sợ. Diệp Quân hơi mơ hồ, hành tinh này ở được sao? Không suy nghĩ nhiều, hắn ngự kiếm, biến mất cách đó không xa, khi tiến vào hành tinh, hắn mới phát hiện, trong hành tinh, có năng lượng đỏ thắm nồng nặc và mạnh mẽ, nếu không phải hắn có kiếm ý ngăn cản, bảo vệ mình thì hắn đã không thể sống sót ở nơi này. Diệp Quân cau mày, rốt cuộc đây là nơi nào? Chẳng bao lâu sau, Diệp Quân đáp xuống một ngọn đồi, hắn nhìn quanh, rất nhanh, hắn phát hiện một bức tượng ở bên phải, bức tượng cao gần vạn trượng, hai tay giang ra hai bên, trong lòng bàn tay mỗi bên, đều có lửa bùng cháy, bên trái là ngọn lửa màu trắng, giống như tuyết, còn bên phải là ngọn lửa màu đen. Mà dưới chân tượng là một tòa thành cổ. Diệp Quân ngự kiếm, biến mất tại chỗ, khi xuất hiện, hắn đã đi đến trước tượng đá. Nhìn bức tượng từ vị trí này, một cảm giác nhỏ bé tự nhiên nảy sinh trong lòng hắn. Bức tượng là một người đàn ông trung niên, quấn khăn choàng dài, hai tay giang hai bên, đầu hơi ngẩng, mắt nhìn lên trời, hung hăng cao ngạo không chịu phục tùng. Dưới chân bức tượng là tòa thành cổ cũng rất hùng vĩ, quy mô rộng lớn, nhưng lại rất cũ nát, khắp nơi đều có dấu vết của thời gian, đặc biệt là cổng thành, phía trên đã loang lổ vết tích hoen gì. Diệp Quân nhìn thoáng qua, bức tượng này mơ hồ có cảm giác hơi quen thuộc. Không suy nghĩ nhiều, hắn thu hồi tầm mắt, đi vào bên trong thành. Sau khi vào trong thành, Diệp Quân phát hiện trong thành có khá nhiều người, nhưng đều là người tu luyện, hơn nữa, khí tức đều vô cùng mạnh mẽ. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng, bán tất cả mọi thứ, hơn nữa, bán món nào cũng đều rất tốt. Ví như cửa hàng bán vũ khí ở trước mặt cách đó không xa, hắn chỉ liếc nhìn rồi lập tức dừng lại, hắn đi đến trước cửa hàng, bên trong cửa hàng có một người đàn ông vạm vỡ. Người đàn ông vạm vỡ đang cầm một cái cán búa rất lớn rèn vũ khí, mỗi một búa đập xuống, tia lửa văng khắp nơi như động đất. Diệp Quân nhìn người đàn ông vạm vỡ, sau đó ánh mắt hắn dán vào những món vũ khí treo trước cửa hàng, có hơn chục loại vũ khí, kiếm có, đao có, búa có, mấy món kỳ lạ cũng có. Diệp Quân nhìn người đàn ông vạm vỡ, ông chủ, có thể xem vũ khí một chút không? Ông chủ không quay đầu lại, cứ coi đi. Diệp Quân cười nói, ừ. Vừa nói hắn vừa cầm một thanh kiếm lên, thanh kiếm rất kỳ lạ, bởi vì thân kiếm của nó được tạo thành từ những phù văn màu vàng thần bí. Nó rất nhẹ, một chút trọng lượng cũng chẳng có, nhưng hắn lại cảm nhận được bên trong nó có một nguồn sức mạnh cực kỳ lớn đang dâng trào. Vẻ mặt Diệp Quân nghiêm túc, bởi vì hắn phát hiện, ngoại trừ kiếm của người nhà hắn ra, đây là thanh kiếm mạnh nhất mà hắn từng thấy. Thanh kiếm rất mạnh. Diệp Quân nhìn người đàn ông vạm, hơi tò mò hỏi, ông chủ, đây là kiếm gì thế? Ông chủ tiếp tục rèn kiếm, phù kiếm, nó được tạo thành từ những mảnh vụn của luật pháp vô thượng và rèn ở nhiệt độ cao, bên trong nó ẩn chứa năng lượng kim loại, lúc vung nó có thể giải phóng kiếm khí màu vàng kim. Diệp Quân gật đầu, đúng là rất tốt, bán nó thế nào? Ông chủ nói, ba mảnh vụn luật pháp vô thượng. Mảnh vụn luật pháp vô thượng. Diệp Quân sửng sốt, tiền ở chỗ này là mảnh vụn luật pháp vô thượng sao? Người đàn ông vạm vỡ ngừng lại, gã quay đầu lại nhìn Diệp Quân, mới tới hả? Diệp Quân gật đầu, ừ. Người đàn ông vạm vỡ nói, mới tới mà dám tới chỗ ta xem đồ à? Ta nói người biết, những món đồ này của ta đều là những món đắt tiền nhất ở trong vương thành, tất nhiên, những thứ mà ta bán trong cửa hàng này cũng là những thứ tốt nhất. Diệp Quân cười nói, thanh kiếm này thật sự rất tốt, nhưng ta đã từng nhìn thấy thanh kiếm tốt hơn. Người đàn ông vạm vỡ đột nhiên đập búa xuống đất. Ầm. Cả khu vực rung lên. Người đàn ông vạm vỡ nhìn chằm chằm Diệp Quân, khí thế áp đảo, người từng nhìn thấy thanh kiếm tốt hơn thanh kiếm này sao? Diệp Quân gật đầu, ừ. Người đàn ông vạm vỡ cười mỉa, mẹ kiếp, còn có người chế tạo được vũ khí tốt hơn ông đây nữa sao? Ông đây không tin. Diệp Quân cười nói, cứ coi như không có đi. Nói xong, hắn để thanh kiếm xuống, quay người tính rời đi.
Người đàn ông vạm vỡ chịu thua, oát con, người đừng rời đi vội, nói rõ ràng ra đi. Diệp Quân dừng lại, hắn quay lại nhìn người đàn ông vạm vỡ, tiền bối, thanh kiếm này của ngươi rất tốt, nhưng ta thật sự đã từng nhìn thấy thanh kiếm khác tốt hơn nó rồi. Người đàn ông vạm vỡ xua tay, ta không tin, đánh chết ta cũng không tin. Diệp Quân nói, vậy hai ta cược đi, nếu ta lấy ra được một thanh kiếm tốt hơn thanh kiếm của ngươi, ngươi phải đưa thanh kiếm này cho ta, hoặc là đưa ta ba mảnh vụn luật pháp vô thượng. Người đàn ông vạm vỡ quan sát Diệp Quân một chút, ở trên người ngươi sao? Diệp Quân gật đầu, đúng. Người đàn ông vạm vỡ nhìn chằm chằm Diệp Quân, nếu thanh kiếm ngươi lấy ra không tốt bằng thanh kiếm của ta thì sao đây? Diệp Quân suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy ta xin lỗi ngươi. Không biết xấu hổ. Người đàn ông vạm vỡ đột nhiên nổi giận nói, sao mặt ngươi dày vậy hả? Diệp Quân. Người đàn ông vạm vỡ nói tiếp, nếu thanh kiếm ngươi lấy ra không tốt bằng của ta, ngươi phải ở lại chỗ này rèn sắt cho ta, rèn hết 1000 năm. Diệp Quân cười nói, được. Người đàn ông vạm vỡ khịt mũi một tiếng, sau đó nói, lấy ra đi. Diệp Quân gật đầu, sau đó hắn lấy kiếm thanh huyên ra đưa cho người đàn ông vạm vỡ, trong khoảnh khắc người đàn ông vạm vỡ nắm lấy kiếm thanh huyên, vẻ mặt gã chợt cứng đờ. Rất nhanh, vẻ mặt gã dần dần trở nên nghiêm túc, gã cẩn thận quan sát kiếm thanh huyên đang cầm trong tay, càng nhìn vẻ mặt càng nghiêm túc hơn. Diệp Quân hỏi, sao rồi? Người đàn ông vạm vỡ nhìn về phía Diệp Quân, ai đã chế tạo ra thanh kiếm này vậy? Diệp Quân nói, ta. Người đàn ông vạm vỡ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, tuổi tác ngươi còn quá nhỏ, sao có thể làm được nó chứ? Diệp Quân cười, sau đó nói, cô ta. Người đàn ông vạm vỡ gằn giọng nói, ta có thể gặp cô ngươi không? Diệp Quân lắc đầu. Người đàn ông vạm vỡ nghiêm túc nói, ta cho ngươi tiền. Diệp Quân do dự một chút rồi nói, ngươi cho bao nhiêu? Người đàn ông vạm vỡ nhìn Diệp Quân, ngươi muốn bao nhiêu? Diệp Quân cười nói, tiền bối, thành thật mà nói, cô của ta không có hứng thú với người bình thường, nhưng mà, ngươi cho ta tiền, ta có thể trả lời rất nhiều câu hỏi cho ngươi, cho nên, ngươi gặp ta cũng chẳng có gì khác với gặp cô ta cả. Tiểu tháp. Người đàn ông vạm vỡ gằn giọng nói, oát con, dù sao ta cũng đã sống được rất nhiều năm rồi, ngươi có thể tôn trọng trí thông minh của ta một chút được không hả? Diệp Quân. Người đàn ông vạm vỡ nhìn kiếm thanh huyên đang cầm trong tay bằng ánh mắt phức tạp, thanh kiếm này của ngươi thật sự tốt hơn thanh phù kiếm của ta rất nhiều, thanh kiếm này hàm chứa một thứ gì đó, ngay cả ta cũng chưa từng thấy, thật sự rất siêu. Vừa nói gã vừa nhìn về phía Diệp Quân, nghiêm túc nói, nếu ngươi có thể dẫn ta đến gặp cô ngươi, ta có thể cho ngươi 5 mảnh vụn luật pháp vô thượng. Diệp Quân lắc đầu. Hắn biết, chắc chắn là cô không có hứng thú gặp người khác. Người đàn ông vạm vỡ nghiến răng nói, 10 mảnh. Diệp Quân vừa định lắc đầu, người đàn ông vạm vỡ đã trầm giọng nói, ngươi biết 10 mảnh vụn luật pháp tối thượng có thể làm những gì không hả? Diệp Quân lắc đầu. Hắn không biết gì về mảnh vụn luật pháp vô thượng này cả. Người đàn ông vạm vỡ nhìn Diệp Quân một chốc, nói, 10 mảnh luật pháp vô thượng có thể giúp ngươi. Diệp Quân lắc đầu, ta không có hứng thú với tiền. Sau khi người đàn ông vạm vỡ im lặng một chút, đột nhiên gã cất kiếm thanh huyên vào. Diệp Quân nhìn chằm chằm người đàn ông vạm vỡ, người đang muốn cướp nó sao? Người đàn ông vạm vỡ hơi nghi ngờ, cướp cái gì? Oát con, cơm có thể ăn bậy, nhưng không được nói bậy bạ, thanh kiếm đó vốn là của ta. Tối tăm. Diệp Quân lắc đầu, thế giới này tối tăm thật. Người đàn ông vạm vỡ điềm tĩnh nói, theo quy tắc của khu vực thần hư. Kiếm trên tay ai thì là của người đó. Diệp Quân cười nói, ngươi đoán xem tại sao ta lại dám đưa kiếm cho ngươi. Người đàn ông vạm vỡ tiện tay nhặt cái búa ở một bên lên, cười nói, đe dọa ta à? Ngươi biết cửa tiệm rèn này là của ai không? Diệp Quân lắc đầu, nhà ai cũng không lợi hại bằng nhà ta. Nói rồi ý niệm của hắn khẽ động, người đàn ông vạm vỡ biến sắc, chỉ thấy một thanh kiếm bỗng bay lên trời từ chiếc nhẫn của mình. Gã còn chưa kịp phản ứng đã bị thanh kiếm thanh huyên đâm xuyên qua cổ. Giết chết trong tích tắc. Diệp Quân đột nhiên ra tay khiến người xung quanh ngạc nhiên, mọi người đều nhìn sang bên này, mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Diệp Quân chẳng thèm để ý đến mọi người, hắn tháo chiếc nhẫn của người đàn ông vạm vỡ ra, sau đó lại tiện thể cất hết vũ khí trên quầy hàng. Động tác cực kỳ thành thục. Người đàn ông vạm vỡ còn chưa tắt thở hoàn toàn đột nhiên liếc nhìn về phía vương cung bên phải, cũng không biết nhìn thấy gì mà nụ cười trên môi gã lập tức biến mất. Diệp Quân xòe tay ra, kiếm thanh huyên bay vào trong tay hắn, hắn xoay người rời đi. Những người xung quanh đó nhìn Diệp Quân, đều trở nên cảnh giác, nhất là mấy ông chủ quầy hàng sợ Diệp Quân giật đồ của họ. Đi chưa được bao lâu, một giọng nói bỗng vang lên phía sau Diệp Quân, huynh đệ, xin dừng bước. Diệp Quân dừng bước, hắn quay người lại thì thấy có một thiếu niên đang đứng cách đó không xa, thiếu niên mặc một chiếc trường bào gấm sang trọng, phía sau y là một ông lão đeo đại kiếm trên lưng. Thiếu niên áo gấm cười nói, huynh đệ, không biết tộc thiết thần ta đắc tội với ngươi chỗ nào. Tộc thiết thần. Vừa nghe thế, mọi người xung quanh đều cực kỳ ngạc nhiên, đều lùi về phía sau. Một trong bốn thế lực lớn ở khu vực thần hư. Diệp Quân cười nói, các ngươi muốn dùng vũ lực đoạt kiếm của ta nên ta giết chúng. Nếu tộc thiết thần các ngươi muốn báo thù thì có thể ra tay. Nghe Diệp Quân nói thế, những người xung quanh đều ngạc nhiên. Tên này ngông cuồng thế à? Người đàn ông áo gấm nhìn Diệp Quân, mặc dù vẫn nở nụ cười trên môi nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Lúc này, ông lão lưng đeo đại kiếm bên cạnh người đàn ông áo gấm bỗng tiến đến một bước, một kiếm thế vô hình lao về phía Diệp Quân như một dòng nước lũ. Diệp Quân tiến đến một bước, kiếm thanh huyên trong tay bỗng bay ra. Vụt! Kiếm quang lóe lên, ông lão đeo đại kiếm ở đằng xa biến sắc. Ông ta rút mạnh đại kiếm sau lưng chém mạnh về phía trước. Rắc! Một âm thanh đứt gãy vang lên, kiếm của Diệp Quân đâm vào giữa trán ông ta. Chỉ trong tích tắc, ông lão đeo đại kiếm mặt đầy vẻ khó tin nhìn Diệp Quân. Lúc này vẻ mặt người đàn ông áo gấm cũng cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi hấp thu thần hồn của ông lão xong, kiếm thanh huyên bay vào trong tay Diệp Quân, hắn nhìn người đàn ông áo gấm. Người đàn ông áo gấm vội nói, công tử, chuyện này là do lỗi của tộc thiết thần ta, bọn ta đã gây phiền phức cho ngươi rồi. Diệp Quân nhìn chằm chằm người đàn ông áo gấm, nếu tộc thiết thần còn đến tìm ta nữa thì ta sẽ đến tộc thiết thần đấy. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Hắn rất rõ nơi này, nếu hắn không quả quyết giết vài người thì chỉ sẽ dẫn đến nhiều phiền phức hơn thôi. Hung dữ một chút mới có thể bớt đi rắc rối. Thấy Diệp Quân biến mất ở nơi xa, vẻ mặt của người đàn ông áo gấm bỗng trở nên cực kỳ khó coi, đương nhiên y càng cảm thấy ngạc nhiên hơn vì y không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh như vậy. Im lặng một lúc, người đàn ông áo gấm nhìn thi thể ông lão đó, sau đó xoay người rời đi. Diệp Quân đi tìm trong thành hồi lâu, cuối cùng cũng đến được một quán rượu, dĩ nhiên quán rượu ở đây cũng không bán loại rượu bình thường mà là một loại linh tửu, uống vào có thể tăng tu vi, dĩ nhiên cũng có cấp bậc. Linh tử tốt thì có thể tăng tu vi rất nhanh, điều này khiến hắn nhớ tới cây thần thiên hành, quả thiên hành đó cũng có thể giúp tăng tu vi, đáng tiếc bây giờ đã không có tác dụng nhiều với hắn nữa. Diệp Quân mua một cuốn Chư Thế Giới, sau khi đọc qua một lần, cuối cùng hắn cũng có sự hiểu biết kỹ càng với nơi này. Khu vực thần hư. Nơi này từng có một nền văn minh cực kỳ hùng mạnh tên là Vương Triều Thần Hư. Thủy tổ nền văn minh của vương triều này từng có được một thần khí cực kỳ mạnh tên là Vô Thượng Thần Ấn, bên trong chứa đựng pháp luật vô thượng, lúc đó người trong cả khu vực thần hư này đều phải dựa vào Vô Thượng Thần Ấn để có được sức mạnh. Nhưng sau đó, vương triều thần hư xảy ra nội chiến, Vô Thượng Thần Ấn đã bị đánh vỡ biến thành vô số mảnh vỡ trong cuộc nội chiến, sau đó rải rác khắp khu vực thần hư. Nội chiến trong vương triều thần hư khiến toàn bộ vương triều thần hư lập tức sụp đổ. Sau khi Vô Thượng Thần Ấn của họ bị phá vỡ, lập tức thu hút sự tham lam của các nền văn minh ngoại tộc, trong đó kẻ thù không đội trời chung của Vương Triều Thần Hư phát động tấn công, đại quân tấn công Vương Triều Thần Hư. Sau khi ngoại bang xâm lược, chắc chắn tình hình của Vương Triều Thần Hư càng trở nên tồi tệ, hơn nữa Vương Triều Thần Hư lại nội chiến, vì vậy lúc này Vương Triều Thần Hư đã ở trên bờ vực diệt vong. Nhưng vào thời điểm này, một vị thần tướng của Vương Triều Thần Hư đứng ra. Người này tên là Loan Giã, ông ta đại chiến với một vị dị thần của thần vực phá tan tinh vực vô biên, cuối cùng cùng diệt vong. Tinh vực vô biên đó chính là vực thẳm thời không mà hắn đến trước đó. Trong trận chiến đó,
mặc dù vương triều thần hư chống lại sự xâm lược của các vùng đất bên ngoài nhưng đồng thời cũng đẩy nhanh sự diệt vong của họ. Từ đó trở đi cả vương triều thần hư được chia thành bốn thế lực, đó là tộc thiết thần, học viện thần pháp, tộc cự nhân thiên nhung và vương thành. Đến giờ khu vực thần hư cũng không thể ngăn được các nền văn minh khác xâm lược, nơi này cũng đã trở thành nơi giáp giới của các nền văn minh khác nhau. Diệp Quân cất sách trong tay đi, cau mày nói, Tháp gia, người cảm thấy người phụ nữ này bảo ta tới đây có mục đích gì? Tiểu Tháp nói, không biết, nhưng có thể chắc chắn là người phụ nữ đó đang bày bố một bàn cờ rất lớn. Diệp Quân gật đầu, tất nhiên hắn không dám coi thường Nhất Điện Chủ, nhưng điều khiến hắn cảm thấy tò mò chính là rốt cuộc người phụ nữ này cố ý sắp đặt bàn cờ này có ý đồ gì. Diệp Quân lắc đầu, tiếp tục đọc sách trong tay. Với hắn, bây giờ nghĩ đến chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, tất cả những gì anh phải làm chỉ là chờ đợi, vì hắn biết người phụ nữ này sẽ chủ động đến tìm hắn. Sự phân chia cấp bậc cảnh giới ở đây cũng khác với vũ trụ quan huyên. Các tu sĩ trong khu vực thần hư đều tu luyện những luật lệ tối cao do thủy tổ của nền văn minh thần hư thế hệ đầu tiên tạo ra, chỉ có 5 cảnh giới, thấp nhất là người tu pháp, người trì pháp, người nghịch pháp, người mệnh pháp, đế thần vô thượng. Sở dĩ những mảnh vỡ của pháp luật vô thượng rất quý giá là vì chúng có thể nâng cao trình độ tu vi của các tu sĩ ở đây, hơn nữa cuối cùng nếu muốn đột phá cảnh giới thì phải có đủ mảnh vỡ pháp luật vô thượng mới có thể đột phá với chúng. Thế nên có thể nói các mảnh vỡ pháp luật vô thượng của khu vực thần hư là vật phải tranh giành, điều đáng nói là sau khi thứ này được con người hấp thụ, nó sẽ không biến mất thật sự mà sẽ biến thành một loại năng lượng tồn tại trong cơ thể, sau khi người này chết, nó lại xuất hiện lần nữa. Sở dĩ khu vực thần hư hỗn loạn như vậy có liên quan rất nhiều. Diệp Quân như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên lấy chiếc nhẫn của thợ rèn đó ra, hắn nhìn chiếc nhẫn. Trong chiếc nhẫn có 6 mảnh vỡ của pháp luật vô thượng, thật ra 6 mảnh vỡ của pháp luật vô thượng cực kỳ quý giá. Bởi vì loại tiền tệ thường được sử dụng ở đây là thứ gọi là vật phẩm bí mật, một mảnh pháp luật vô thượng có thể đổi được 100.000 vật phẩm bí mật, độ tinh khiết năng lượng của vật phẩm bí mật này hơn hẳn vật phẩm vĩnh hằng mà hắn mang theo từ nền văn minh thiên hành. Cộng thêm 6 mảnh vỡ pháp luật vô thượng vừa có được này, bây giờ hắn đã có 7 mảnh vỡ pháp luật. Như thế đã có thể coi là nhà giàu ở nơi này rồi, hơn nữa hắn còn có bảo vật của thợ rèn, những bảo vật đó cũng không tầm thường, nếu bán cho người khác cũng có thể đổi được không ít mảnh vỡ pháp luật vô thượng. Bây giờ điều khiến hắn hơi tò mò là với thực lực hiện giờ của hắn mà ở khu vực thần hư thì sẽ là cảnh giới gì? Nói một cách nghiêm túc, hiện giờ hắn đang tu luyện trật tự đã được xem là đi trên con đường đại đạo độc lập, thế nên cảnh giới đã không còn có nhiều ý nghĩa với hắn. Vì mỗi bước hắn đi bây giờ đều là sự đột phá của chính hắn, cảnh giới của người khác đã không còn thích hợp để đo lường hắn nữa, dĩ nhiên có thể được dùng làm tài liệu tham khảo. Diệp Quân lại xem xét lại thông tin của tộc thiết thần từng là thành viên của Vương Triều Thần Hư, sau cuộc nội chiến ở Vương Triều Thần Hư và cuộc xâm lược của các ngoại bang thì vương tộc của Vương Triều Thần Hư cũng không thể kiểm soát được tình thế nữa, thế là Vương Triều Thần Hư được chia thành 4 phần. Tộc thiết thần là một trong số đó, điều đáng nói là Loan Dã chính là tổ tiên của tộc thiết thần. Diệp Quân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói, không biết vị Nhất Điện chủ đó có thực lực thế nào ở đây nhỉ? Trước khi hắn đến, chủ nhân bút đại đạo đã nói với hắn cho dù với thực lực của Nhất Điện chủ không thể thống nhất được nơi này, chắc chắn sức chiến đấu đỉnh cao của nơi này còn đáng sợ hơn hắn nghĩ nhiều. Khi Diệp Quân điều tra khu vực thần hư, một người đàn ông trung niên mặc áo bào rộng cũng đã đến khu vực thần hư. Người này chính là Đa Nguyên Đạo Đế. Bên cạnh ông ta còn có một ông lão cầm cây trượng, mặc thần bào, ánh mắt lạnh lùng, đằng sau ông lão là hai gã cường giả mặc chiến giáp vàng. Hai thủ vệ quang âm. Ông lão nhìn vương thành thần hư ở phía xa, bọn ta nhận được tin tức, bây giờ hắn đang ở bên trong. Đa Nguyên Đạo Đế bình tĩnh nói, các ngươi có cách giải quyết người phụ nữ đó không? Ông lão lắc đầu, người này là người đứng đầu bảng xếp hạng cấm kỵ, trừ khi điện của ta tập hợp toàn bộ sức mạnh của điện, nếu không cũng không thể ngăn cô ta được, cái giá phải trả quá lớn, bọn ta sẽ không làm thế. Đa Nguyên Đạo Đế im lặng không nói. Ông lão lại nói, nếu cô ta đã không chọn chúng ta, thì chúng ta sẽ là kẻ thù của cô ta, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nói rồi ông ta quay đầu sang nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, bọn ta sẽ tiêu diệt vũ trụ quan huyên giúp ngươi,
giúp ngươi luyện chế vũ trụ đó thành vũ khí thời gian, nhưng ngươi phải hứa với bọn ta. Đa Nguyên Đạo Đế cười nói, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp đạo điện quang âm của ngươi lấy được một tấm vé đến đạo điện. Ông lão khẽ gật đầu. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn Vương Triều Thần Hư khẽ cười, thật ra nhất điện chủ, Tịnh Tông chủ gì đó, ngay cả các kiếm tu đứng đằng sau Diệp Quân cũng chỉ là những con kiến lớn hơn một chút, cuối cùng cũng sẽ trở thành đá lót đường cho ta thôi. Ông lão liếc nhìn Đa Nguyên Đạo Đế tự tin vô địch ở bên cạnh, không nói gì. Thật ra ông ta cũng không biết sốt cuộc thực lực của Đa Nguyên Đạo Đế mạnh thế nào, nhưng có thể chắc chắn là không hề yếu. Dù sao một phân thân cũng có thể ngược dòng quang âm, nếu có bản thể ở đây thì thực lực của ông ta sẽ càng đáng sợ hơn. Nhưng vị nhất điện chủ và tỉnh tông chủ cũng không hề yếu, vì vậy ông ta nhắc nhở, cho dù là nhất điện chủ hay tỉnh tông chủ cũng đều rất mạnh, tốt nhất là đừng xem thường kẻ địch. Đa Nguyên Đạo Đế cười nói, cũng chỉ thế thôi. Ông lão im lặng không nói. Mẹ kiếp! Ông ta có thể nhìn ra tên này thực sự muốn thể hiện. Cứ để ông ta khoe mẽ đi. Nếu không, sợ là xong đời. Ông lão nói, đến tộc thiết thần. Nói rồi ông ta dẫn theo hai thủ vệ quang âm ở phía sau rồi biến mất khỏi đó. Trong quán rượu. Diệp Quân khép sách trong tay lại, hắn đứng lên chậm rãi bước đến bên cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn, chân trời là một màu đỏ ửng, không nhìn thấy bầu trời. Hắn phát hiện người có thể sống ở nơi như vậy đều không phải là người tầm thường. Nơi này tràn ngập năng lượng màu đỏ kỳ quái, giống như một loại độc dược mãn tính, có thể liên tục ăn mòn thân xác và thần hồn. Từ khi đến đây hắn vẫn luôn bảo vệ mình bằng kiếm ý, lúc này hắn phát hiện ra huyết mạch phong ma trong người hơi bị kích động. Khiến hắn khá ngạc nhiên. Lẽ nào huyết mạch phong ma có thể hấp thụ năng lượng màu đỏ ở đây? Nghĩ đến đây, hắn vươn tay phải ra kích hoạt huyết mạch phong ma, ngay khi huyết mạch phong ma xuất hiện, năng lượng đỏ tươi trong phòng hoàn toàn bị hắn hấp thu, không những thế, năng lượng đỏ bên ngoài cũng tràn vào. Thấy thế, Diệp Quân vội dựng lại, bây giờ hắn không muốn trở thành tâm điểm của cả khu vực thần hư. Dĩ nhiên hắn cũng khá phấn khích, không ngờ huyết mạch phong ma lại có thể hấp thụ năng lượng đỏ tươi này. Xem ra huyết mạch phong ma không phải là khắc tinh của vài huyết mạch, mà còn là khắc tinh của đa số năng lượng phiến diện. Cốc cốc! Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Quân không suy nghĩ nữa, quay đầu nhìn ra cửa, hắn bước đến mở cửa ra, một người phụ nữ xuất hiện trước mặt hắn. Dương Dĩ An. Dương Dĩ An mặc một chiếc áo choàng đen bó sát người, không rõ chất liệu của áo choàng là gì nhưng nhìn có vẻ rất sang trọng, thắt lưng được buộc bằng một dải duy băng, mái tóc dài xõa ngang vai, lúc này cô bé trông trưởng thành hơn trước rất nhiều. Dương Dĩ An cúi đầu xuống, không nói gì. Diệp Quân khẽ nói, Dĩ An. Dương Dĩ An cứ cúi đầu như thế, không nói gì. Diệp Quân đã xác định được thân phận của cô bé, hắn nắm tay cô bé khẽ cười, vào đi. Nói rồi hắn dẫn Dương Dĩ An vào trong phòng. Sau khi vào phòng, Dương Dĩ An vẫn cúi thấp đầu, không nói gì. Diệp Quân nhẹ nhàng xoa đầu Dương Dĩ An, sau đó khẽ nói, sao thế? Dương Dĩ An ngẩng đầu lên, lúc này trong mắt cô bé ngân ngấn nước. Diệp Quân dịu giọng nói, muội không vui à? Dương Dĩ An lắc đầu, rất, rất vui. Diệp Quân cười nói, vậy muội khóc cái gì? Dương Dĩ An bỗng ôm lấy hắn, nước mắt trào ra, xin lỗi. Diệp Quân mỉm cười nói, là vì chuyện ở vũ trụ quan huyên sao? Dương Dĩ An gật đầu, ta không biết tại sao lúc đó lại một giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu, sau đó muốn giết huynh, ta không đồng ý nhưng cô ta quá mạnh, ta không thể đấu lại cô ta, ta. Nói đến đây cô bé bỗng trở nên hơi căng thẳng, hai tay ôm chặt lấy Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, không sao. Dương Dĩ An do dự một chốc, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, huynh không trách ta chứ. Diệp Quân lau nước mắt cho cô bé, mỉm cười nói, không phải lỗi của muội, ta trách muội làm gì. Viên đá treo trong lòng Dương Dĩ An rơi xuống. Diệp Quân nói, muội đến đây thế nào vậy? Dương Dĩ An khẽ nói, giọng nói trong đầu nói cho ta biết huynh đang ở đây, bảo ta vào trong. Diệp Quân híp mắt, là vị nhất điện chủ đó. Diệp Quân lại nói, cô ta có nói gì với muội nữa không,
Dương Dĩ An lắc đầu, không. Diệp Quân nhíu mày. Dương Dĩ An bỗng nói, ta muốn đọc sách. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, cười nói, được. Hai người đi tới cạnh cửa sổ, Dương Dĩ An ngồi cạnh Diệp Quân, cô bé lấy một cuốn sách cổ dày cộp ra, sau đó quay đầu nhìn Diệp Quân, đắc ý nói, ta đã đọc thuộc cuốn sách này rồi. Diệp Quân nói, đã thuộc rồi sao? Dương Dĩ An gật đầu, kiêu ngạo nói, giỏi phải không? Diệp Quân mỉm cười, sau đó nói, trong sách có một câu như vậy, chỉ đọc qua bằng mắt, học thuộc lòng suông là cách vô dụng nhất. Ánh mắt lướt qua não rồi xong, còn nội tâm thì lại để ý, không thể suy nghĩ kỹ càng, lướt qua quá nhiều như ngắm nhìn cảnh đẹp, liếc mắt một cái là xong thì có liên quan gì đến mình. Muội có biết đoạn này có nghĩa gì không? Dương Dĩ An chớp mắt, không biết. Diệp Quân mỉm cười, sau đó nói một cách đơn giản, chỉ đọc qua bằng mắt. Đọc qua là thuộc và ghi nhớ vào lòng mới là cách vô dụng nhất, bởi vì ánh mắt lướt qua rồi xong, còn trong lòng thì lại để ý, không thể nào suy nghĩ kỹ càng, những cuốn sách mình đọc quá nhiều nên không thể nhồi nhét kịp, giống như đi rửa chân nhìn ngắm người đẹp, nhìn một cái là xong, có thể có liên quan gì đến ta. Dương Dĩ An khó hiểu, rửa chân. Diệp Quân bật cười, sau đó vuốt mặt cô bé, để ý trọng điểm. Dương Dĩ An chậc lưỡi. Diệp Quân nói tiếp, nói một cách đơn giản, sách phong phú giống như đại dương, có thể tìm thấy trong tất cả các cửa hàng bách hóa, sức lực của con người có hạn, cũng không cần thiết phải bỏ nhiều sức, nhưng họ chỉ cầu có được thứ họ muốn. Dương Dĩ An cái hiểu cái không? Diệp Quân mỉm cười, thật ra tu hành cũng thế, tu hành một đạo có vô vàn cách, chúng ta nhất quyết kiên định đi theo một con đường, nếu con đường nào cũng muốn đi thì cuối cùng chẳng được điều gì cả, tức là tham thì thâm đấy. Thật ra đây là điều là bản thân hắn tự nghiệm ra, hắn đã gặp được rất nhiều cách tu hành khi trên con đường này, mỗi phương pháp tu luyện đều có thể đạt được sức mạnh cường đại, đều muốn tu luyện, nhưng sau đó hắn mới nhận ra đúng là tham thì thâm, tu kiếm cho tốt mới là con đường đúng đắn. Không phải ai cũng có thể toàn năng vô địch. Dương Dĩ An bỗng nói, huynh có thể dạy ta tu hành không? Diệp Quân nhìn Dương Dĩ An, muốn tu hành à? Dương Dĩ An gật đầu, muốn. Diệp Quân mỉm cười, đọc sách cũng có thể tu hành. Mắt Dương Dĩ An sáng lên, thật sao? Diệp Quân gật đầu thật, muội còn nhớ cuốn sách ta dạy muội đọc không? Tên thật của cuốn sách đó là Bộ Luật Nho Đạo do mẹ ta tạo ra, chuyên dành cho những nhà nho vĩ đại đó, các nhà nho tu hành theo pháp này, học vấn càng cao, thực lực cũng càng mạnh. Dương Dĩ An nhìn Diệp Quân. Khẽ nói, trước kia huynh mong ta tu hành, đúng không? Diệp Quân gật đầu, dù sao trên đời này cường giả đều được tôn trọng, nếu không có thực lực sẽ rất nguy hiểm. Dĩ nhiên muội cũng phải chăm chỉ đọc sách, muội đã từng ở đáy vực nên biết nỗi khổ của những người ở tầng lớp dưới, sau này ta vẫn cần muội vào thư viện giúp ta. Dương Dĩ An nhìn Diệp Quân, sau đó khẽ nói, ta nghe huynh. Diệp Quân nhẹ nhàng xoa đầu Dương Dĩ An, sau đó nói, bây giờ ta vẫn còn rất yếu, không thể quay ngược quang âm, đợi sau này khi ta đủ mạnh, ta sẽ đưa muội đi gặp bố mẹ muội, được không? Dương Dĩ An run lên, cô bé khó tin nhìn Diệp Quân, huynh vẫn còn nhớ. Diệp Quân mỉm cười nói, từng câu nói của muội ta đều nhớ. Nước mắt Dương Dĩ An trào ra, cô bé đột nhiên ôm lấy cánh tay Diệp Quân, tựa đầu vào vai Diệp Quân, trước kia ta cảm thấy mình là người bất hạnh nhất trên đời. Cứ nghĩ ông trời không có mắt, tại sao ta phải đến thế giới này để chịu khổ, nhưng bây giờ ta nghĩ mình là người may mắn nhất trên thế giới. Diệp Quân thầm thở dài, hắn biết cô bé này đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, bây giờ vận mệnh của cô bé có liên quan đến vị nhất điện chủ kia. Nghĩ đến đây ánh mắt Diệp Quân trở nên lạnh lùng. Lúc này Dương Dĩ An bỗng xoa mặt, cô bé nhìn Diệp Quân cong môi cười, chúng ta đọc sách tiếp đi. Diệp Quân gật đầu, được. Cứ thế hai người đọc sách đến nửa đêm, cuối cùng Dương Dĩ An nằm vào trong lòng Diệp Quân ngủ say. Diệp Quân nhìn Dương Dĩ An trong lòng mình, tình hình hiện giờ thì Dương Dĩ An không phải là nhất điện chủ, nhất điện chủ chỉ đặt dấu ấn luân hồi của mình lên người cô bé, nói đến đây Dĩ An cũng xem như bị hắn liên lụy. Diệp Quân nhắm mắt lại, một đêm trôi qua. Lúc bình minh, Diệp Quân bỗng cảm giác được Dương Dĩ An trong lòng bỗng động đậy, Diệp Quân mở mắt ra nhìn Dương Dĩ An trong lòng mình, Dương Dĩ An bỗng vươn vai, cô bé ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân,
Khi Diệp Quân nhìn vào mắt cô bé, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Người trước mặt mình không phải là Dương Dĩ An nữa. Dương Dĩ An rời khỏi vòng tay Diệp Quân, bước đến bên cửa sổ, nhìn đám mây đỏ tươi bên ngoài, cười nói, Diệp công tử, người đã thích nghi nơi này chưa? Diệp Quân nhìn người phụ nữ trước mặt, cô tên gì? Dương Dĩ An quay đầu nhìn Diệp Quân cười nói, ở chỗ các ngươi, họ đều gọi ta là Nhất Điện Chủ, ở đây họ đều gọi ta là Phản Đế. Nói đến đây cô ta cong môi, nhưng người có thể gọi thẳng tên ta, Phản Chiêu Đế. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế trước mặt, chúng ta thẳng thắn được chứ? Phản Chiêu Đế cười nói, không vội, ta dẫn người đến một nơi trước. Nói rồi cô ta và Diệp Quân đã xuất hiện trên đường phố. Diệp Quân nhíu mày, vì hắn nhận ra mình đến đây bằng cách nào. Diệp Quân nhìn chằm chằm Phản Chiêu Đế. Phản Chiêu Đế dẫn Diệp Quân đi về phía xa, cô ta nhìn xung quanh, sau đó mỉm cười nói, Diệp công tử đừng lo, ta sẽ không làm tổn thương mấy người Dĩ An và Nhất Niệm đâu. Nào, để ta giới thiệu quê hương của mình với ngươi trước. Ồ, ta nên giới thiệu bản thân mình trước chứ, thật ra thân phận của ta không có gì bí ẩn cả. Ta là nữ đế đương thời của Vương Triều Thần Hư đã sụp đổ, cũng là chủ nhân của Vương Thành. Vương Thành. Diệp Quân nhíu mày, hắn khá ngạc nhiên vì không ngờ Nhất Điện Chủ này lại là người của Vương Triều Thần Hư. Phản Chiêu Đế nói tiếp, mặc kệ Diệp Công Tử có tin hay không, thật ra lần này ta muốn Diệp Công Tử đến đây là muốn tặng cho người một cơ hội tuyệt vời. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế, vậy ta phải cảm ơn cô ư. Phản Chiêu Đế cười nói, bây giờ Diệp công tử tức giận, ta có thể hiểu được. Diệp Quân trầm giọng nói, rốt cuộc cô để ta đến đây làm gì? Phản Chiêu Đế mỉm cười nói, vẫn là câu nói đó, muốn tặng ngươi một cơ hội tuyệt vời. Diệp Quân nhíu mày. Phản Chiêu Đế nói tiếp, Diệp công tử, ngươi có biết lịch sử đế quốc thần hư không? Diệp Quân bình tĩnh nói, không có hứng thú. Phản Chiêu Đế nhìn hắn. Nếu Diệp công tử cảm thấy không thoải mái thì chúng ta đánh tay đôi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không gọi người khác, ai gọi người thì người đó là cún. Diệp Quân sầm mặt. Phản Chiêu Đế cười nói, thế nào? Diệp Quân im lặng một lúc rồi nói, Phản cô nương, rốt cuộc cô muốn làm gì? Phản Chiêu Đế nói, đừng vội, bây giờ ngươi có vội cũng vô ích, hơn nữa ngươi đến nơi này cũng chẳng có hại cho ngươi gì đâu. Diệp Quân im lặng. Phản Chiêu Đế nói tiếp, để ta giới thiệu cho ngươi biết về Vương Triều Thần Hư. Tổ tiên của ta đã từng đến Đạo Điện, chắc có lẽ ngươi vẫn chưa biết Đạo Điện là nơi nào nhỉ? Diệp Quân lắc đầu. Phản Chiêu Đế cười nói, Đạo Điện là một nơi cực kỳ bí ẩn, tên đầy đủ của nó là Sáng Thế Đạo Điện, là nơi rất nhiều cường giả mơ ước và muốn đến, vì rất nhiều nền văn minh bắt nguồn từ đó. Vương Triều Thần Hư bọn ta cũng thế. Sau khi tiên tổ ra khỏi đó, ông ấy đã tạo ra luật pháp tối cao, thành lập Vương Triều Thần Hư. Sau đó thì ngươi cũng biết rồi đấy, Vương Triều Thần Hư đã xảy ra nội chiến dẫn đến Vương Triều sụp đổ, phân tán khắp nơi, cộng thêm sự xâm lược của các vùng đất xa lạ và các nền văn minh lớn, hiện giờ khu vực Thần Hư đã trở thành một nơi giáp danh của hỗn chiến. Diệp Quân bỗng nói, cô muốn thống nhất nơi này. Phản Chiêu Đế gật đầu, ừ. Diệp Quân nhíu mày. Với thực lực của cô vẫn không thể quét sạch nơi này ư. Phản Chiêu Đế quay đầu nhìn Diệp Quân, mỉm cười, trong mắt ngươi, ta mạnh lắm sao? Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế, không nói gì. Phản Chiêu Đế lắc đầu cười nói, Diệp công tử, những cường giả mà ngươi tiếp xúc không phải là cực kỳ mạnh thì là cực kỳ yếu, ngươi biết về vũ trụ này quá ít. Diệp Quân nói, nơi này còn có người mạnh hơn cô à? Phản Chiêu Đế cười nói cách khác, nơi này còn có không ít người mạnh hơn ta. Diệp Quân sầm mặt, thực lực của người phụ nữ này đáng sợ ra sao? Nơi này còn có người mạnh như cô ta. Phản Chiêu Đế nói tiếp, sau khi Vương Triều Thần Hư bị phân chia, cộng với sự xâm lược của các khu vực bên ngoài và các nền văn minh ngoại tộc, thứ duy nhất mà bây giờ Vương Triều Thần Hư kiểm soát ở nơi này chỉ còn lại Vương Thành. Cho dù là Vương Thành cũng không hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Vương Triều Thần Hư. Diệp Quân nói, cô mạnh như thế, cô giết chúng đi, cô tìm đến ta làm gì? Phản Chiêu Đế quay đầu nhìn Diệp Quân, cong môi cười tà mị nói, chúng ta cùng nhau giết chúng. Diệp Quân.
Phạn Chiêu Đế mỉm cười, rồi nói, Diệp công tử, tình hình ở đây phức tạp hơn người nghĩ rất nhiều, để ta từ từ nói cho ngươi nghe. À phải rồi, Quang Âm Đạo Điện và Đa Nguyên Đạo Đế đã đến đây, mục tiêu của chúng là ngươi. Diệp Quân sa sầm mặt mày, Đa Nguyên Đạo Đế điên rồi sao mà lại nhắm vào ta như thế? Phạn Chiêu Đế cười nói, ông ta không điên, là ngươi cản đường ông ta. Nếu ông ta có thể luyện chế đạo khí thời gian, thực lực của ông ta ít nhất sẽ tăng lên 2 cấp. Còn Quang Âm Đạo Điện, họ có giao dịch với Đa Nguyên Đạo Đế, ta nói cho ngươi nghe Quang Âm Đạo Điện này cũng không đơn giản như vậy, thủy tổ của chúng cũng từng đi vào đạo điện. Diệp Quân nhìn Phạn Chiêu Đế, chẳng phải cô và Đa Nguyên Đạo Đế có quan hệ hợp tác sao? Phạn Chiêu Đế cười nói, so với ông ta, ta thấy ngươi hợp để hợp tác với ta hơn. Tất nhiên chủ yếu là vì ngươi thắng cược với Tịnh Tông kia. Diệp Quân nhìn chằm chằm Phạn Chiêu Đế, cô bày ra cái bẫy này rốt cuộc là muốn làm gì? Phạn Chiêu Đế lắc đầu, tính ngươi hấp tấp quá, phải thay đổi thôi. Nói rồi cô ta đi về phía đằng xa. Diệp Quân im lặng một lúc rồi cũng đi theo. Trên đường đi, Phạn Chiêu Đế nhìn xung quanh, cười nói, ngươi có biết Vương Triều Thần Hư từng huy hoàng thế nào không? Lúc đó Vương Triều Thần Hư. Nói đến đây cô ta nhìn Diệp Quân, những người như ngươi đến chỗ bọn ta đều chỉ có thể làm canh gác cửa. Diệp Quân bình tĩnh nói, giỏi thật, vậy sao giờ lại thế? Phạn Chiêu Đế cười nói, nội loạn đó, mọi người đều có dã tâm. Chẳng ai phục ai nên mới đánh nhau, cuối cùng trở mặt. Diệp Quân nói, thảm thật. Phạn Chiêu Đế cũng không tức giận, cười nói, quả thật rất thảm, một cường triều cực kỳ lớn lại cứ thế bị tiêu diệt. Nói xong cô ta nhìn Diệp Quân, ngươi có biết bây giờ thực lực của ngươi ở cấp bậc nào khi ở đây không? Không đợi Diệp Quân lên tiếng, Phạn Chiêu Đế lại nói, người tu pháp, người trì pháp, người nghịch pháp, người mệnh pháp, đế thần vô thượng. Thực lực hiện tại của ngươi hẳn là người mệnh pháp bán bộ, nếu kiếm ý của ngươi có thể tiến lên nửa bước thì tương đương với đế thần vô thượng. Diệp Quân hơi tò mò, cô ở cảnh giới nào? Đế thần vô thượng à? Phạn Chiêu Đế cười nói, cao hơn một chút. Diệp Quân nói, ở trên còn có cảnh giới nào không? Phạn Chiêu Đế gật đầu, còn một cảnh giới nhưng từ xưa đến nay cảnh giới đó cũng chỉ có thủy tổ nền văn minh Vương Triều Thần Hư bọn ta mới đạt đến. Thế nên ngoài một vài người ra thì không ai biết cả. Nói rồi cô ta bỗng nhìn về phía xa, chúng ta đến rồi. Diệp Quân nhìn cách đó không xa, nơi đó có một tòa vương cung, toàn bộ vương cung màu đỏ sậm hệt như ngọn lửa đang bùng cháy. Hai bên trước vương cung đều có 10 cường giả mặc chiến giáp màu đỏ sậm, khí tức của họ đều rất mạnh. Phạn Chiêu Đế cười nói, đây là đoàn kỵ sĩ ám diệm của Vương Triều Thần Hư bọn ta, thế nào? Diệp Quân nhìn 20 kỵ sĩ ám diệm đó, sau đó nói, rất mạnh. Phạn Chiêu Đế cười nói, đó là đương nhiên, muốn trở thành kỵ sĩ ám diệm thì thấp nhất phải là người nghịch pháp. Khi hai người đi đến trước cửa đại điện vương cung, 20 kỵ sĩ ám diệm bỗng đồng loạt quỳ một gối xuống, tay phải đặt lên ngực trái, cung kính nói, chào bệ hạ. Phạn Chiêu Đế không nói gì, dẫn Diệp Quân đi về phía vương điện. Sau khi vào cổng, Diệp Quân nhận ra vương điện rất rộng lớn, giống như một thành phố nhỏ, chẳng qua có vẻ rất vắng lặng. Phạn Chiêu Đế dẫn Diệp Quân đi về phía một đại điện ở phía xa, có hai người phụ nữ đứng hai bên trái phải ở lối vào đại điện. Hai người phụ nữ này trông giống hệt nhau, đều mặc trường bào màu tím có phủ văn, tay cầm một cây pháp trượng. Nhìn thấy Phạn Chiêu Đế, hai người phụ nữ cúi người xuống chào. Khi bước vào đại điện, Diệp Quân nhìn hai người phụ nữ. Hai người này không có khí tức, hệt như không hề tồn tại. Sau khi vào đại điện, Diệp Quân phát hiện đại điện rất trống trải, trong đại điện có gần cả trăm cột đá, mỗi cột đều phải có tận mười mấy người ôm mới được, trên những cột đá này đều khắc những người khổng lồ tay cầm rìu, đầy cảm giác áp bức. Phạn Chiêu Đế nhìn những người khổng lồ đó, cười nói, đây đều là những cự nhân Thiên Nhung, từng là một trong những thủ vệ mạnh nhất của đế quốc Thần Hư bọn ta. Sau đó, khi nội loạn ở đế quốc Thần Hư xảy ra, họ độc lập tách ra, bây giờ sống trên cao nguyên cự nhân ở phía Bắc, hiện giờ người mạnh nhất trong tộc của họ là tộc trưởng, bên dưới còn có 3 vị chiến tướng Thiên Nhung, đều là đỉnh cao của cảnh giới mệnh pháp, vì thể chất đặc biệt nên sức chiến đấu của họ mạnh hơn cảnh giới mệnh pháp rất nhiều. Nói đến đây, cô ta như nghĩ đến điều gì,
lại nói, hai cô gái mà ngươi vừa nhìn thấy ở bên ngoài đều đến từ Học viện Thần Pháp. Học viện Thần Pháp từng được gọi là Viện Thần Pháp Cung Đình, là học viện của riêng Vương Triều Thần Hư. Các thần pháp sư bên trong chỉ trung thành với Vương Triều Thần Hư. Sau đó họ cũng trở nên độc lập do nội loạn. Viện trưởng của họ tên là Thần Tinh Nguyệt, tài năng cực kỳ yêu nghiệt, đã sáng tạo ra một thần pháp hoàn toàn mới. Dưới trướng của bà ta còn có bốn pháp thần lớn. Đều là cường giả đỉnh cao. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế, không nói gì. Phản Chiêu Đế nói tiếp, người xảy ra mâu thuẫn với ngươi là tộc Thiết Thần, tộc này giỏi về chế tạo, dĩ nhiên thực lực của họ cũng không yếu. Tộc trưởng của họ tên là Khung Chiến, trong tay ông ta nắm giữ búa đế vẫn một trong ba thần khí tối cao của khu vực thần hư. Búa đế vẫn đó yếu hơn kiếm thanh huyên của ngươi, nhưng lại mạnh hơn kiếm trật tự của ngươi một chút. Diệp Quân nhíu mày, cô chắc chứ? Phản Chiêu Đế cười nói, đừng cảm thấy không phục, mặc dù kiếm ý hiện giờ của ngươi còn một chút nữa là toàn vẹn, nhưng ngươi có biết khoảng cách giữa 9 phần với 10 phần lớn thế nào không? Khoảng cách một phần này rất có thể là cả đời này ngươi cũng không bước qua được, tất nhiên ta vẫn rất tin tưởng ngươi. Diệp Quân nhìn cô ta, không nói gì. Phản Chiêu Đế nói tiếp, bên dưới tộc Thiết Thần có 4 vị Thiết Thần tướng lớn, tất cả đều rất mạnh. Ngoài ra, họ đều có quân đội lớn mạnh của riêng mình giống Vương Thành bọn ta, quân đội của tộc Thiết Thần là đoàn kỵ sĩ Thiết Thần, quân đội của cự nhân Thiên Nhung là quân đoàn Thiên Nhung. Quân đoàn Thiên Nhung này khá đặc biệt, vì họ đã từng đầu hàng Cổ Long nên người của quân đoàn họ đều chú trọng vào Cổ Long, thực lực rất mạnh. Nói đến đây, cô ta dừng lại rồi nói tiếp, quân đội của Học viện Thần Pháp là đoàn kỵ sĩ ma pháp, đoàn kỵ sĩ ma pháp này đều là những người song tu ma võ, thực lực rất mạnh. Tất nhiên, mạnh nhất vẫn là lúc họ xuất trận chiến đấu đều sẽ có các cách cường hóa thần pháp khác nhau. Chẳng hạn như, một kỵ sĩ có thể chỉ có một phần sức mạnh, nhưng sau khi cường hóa, hắn có thể phát huy được sức chiến đấu ba phần. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế, cô nói với ta những điều này để làm gì? Phản Chiêu Đế bỗng kéo cánh tay Diệp Quân cau mày, muốn giãy ra nhưng lại thấy mình không giãy ra được. Ngay sau đó Phản Chiêu Đế đã dẫn hắn đến trước ngai vàng, hai tay cô ta ấn lên vai Diệp Quân để hắn ngồi lên ngai vàng. Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, mỉm cười nói, thống nhất khu vực thần hư, ngươi chính là vua thần hư. Vua của khu vực thần hư. Diệp Quân bật cười, Phản cô nương, cô đang vẽ một cái bánh thật ngon cho ta đấy. Hắn nhìn ngai vàng bên dưới, cười nói, ngai vàng của vương triều thần hư cũng thoải mái thật. Phản Chiêu Đế cười nói, ngươi có thể ngồi mãi trên đó. Diệp Quân nhìn chằm chằm Phản Chiêu Đế, nụ cười dần biến mất, Phản cô nương, cô đang xúc phạm chỉ số thông minh của ta hay đang xúc phạm chỉ số thông minh của cô vậy? Làm vua của khu vực thần hư, tại sao cô không nói làm cha cô luôn đi? Phản Chiêu Đế híp mắt, một luồng uy lực vô hình lập tức bao phủ lấy Diệp Quân, gần như cùng lúc đó kiếm của Diệp Quân bỗng rút ra khỏi vỏ. Kiếm trật tự. Thế nhưng kiếm trật tự của hắn dừng lại cách giữa trán Phản Chiêu Đế nửa tấc. Phản Chiêu Đế kẹp thanh kiếm vào giữa hai ngón tay. Phản Chiêu Đế giơ tay trái lên, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Một luồng uy lực bao trùm lấy Diệp Quân, uy lực này nặng như hàng triệu ngọn núi lập tức khiến Diệp Quân cảm thấy ngạt thở, cả người suýt nữa bỏ xuống dưới. Lúc này kiếm ý trật tự cũng bị áp chế. Phản Chiêu Đế bỗng rụt tay trái lại. Uy lực trên người Diệp Quân lập tức rút đi như thủy triều. Phản Chiêu Đế cười nói, Diệp công tử, ngươi là người có trí thức, nói chuyện phải văn minh, người văn minh mới có thể diện. Diệp Quân cười nói, Phản cô nương, ta không biết giữa cô và Tịnh Tông chủ ai mạnh hơn, nhưng trong lòng ta cảm thấy các cô ngang hàng với nhau. Mặc dù ta từng bị thế lực do Tịnh Tông chủ tạo ra đuổi giết, trước giờ vẫn luôn là kẻ thù với cô ta, nhưng ta luôn rất tôn trọng cô ta. Vì trong lòng ta, mọi người có thể chiến đấu mà không phân biệt đúng sai vì lý tưởng khác nhau. Còn cô, những gì cô làm khiến ta khó có thể tôn trọng và ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với cô. Hơn nữa, ta đi theo cô đến đây, cô cũng chẳng có chút thành ý nào, có chăng chỉ toàn là tính kế. Giống như cô đã nói, để ta trở thành vua thần hư, cô tự sờ lại ngực mình xem bản thân cô có tin lời mình nói không. Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nói tiếp, có thể thấy cô rất muốn thống nhất khu vực thần hư, trở thành vị vua thực sự của khu vực thần hư, nhưng thứ cho ta nói thẳng, đến ngay cả người ngoài như ta cũng xem thường người như cô,
chứ đừng nói đến những thế lực đã từng tồn tại ở khu vực thần hư. Ánh mắt Phạn Chiêu Đế dần trở nên lạnh lùng, ta không cần ngươi coi trọng ta, hơn nữa ngươi cũng không có tư cách khinh thường ta, ngươi có thể đi đến được ngày hôm nay chẳng qua là dựa vào người nhà của ngươi thôi. Không có gia tộc ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể đi đến đây sao? Diệp Quân cười nói, ta chưa bao giờ nói ta không dựa vào gia tộc mới có được như bây giờ cả, vậy ta có cách gì? Được sinh ra là điều ta có thể quyết định sao? Cô có bản lĩnh nói cha ta, bảo ông ấy đừng sinh ta ra đi. Phạn Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, đến tháng à? Diệp Quân cười nói, Phạn cô nương, nếu chúng ta đều coi thường nhau thế rồi thì như thế này nhé, cô tha cho Nhất Niệm và Dĩ An, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, được không? Phạn Chiêu Đế bỗng mỉm cười nói, người mơ đẹp thế. Nụ cười của Diệp Quân dần biến mất. Phạn Chiêu Đế mỉm cười nói, Diệp công tử, nếu ngươi đã muốn trực tiếp như thế thì chúng ta thẳng thắn luôn, nơi này vì vài lý do đặc biệt, vài cường giả trí cao của bọn ta đều không thể ra tay, nhưng người bên dưới thì có thể. Ta bảo ngươi đến đây có hai mục đích, thứ nhất dĩ nhiên là muốn ngươi đại diện cho vương thành ta giành lại tâm pháp luật vô thượng của khung giã và tâm dị thần của dị thần. Diệp Quân nhìn Phạn Chiêu Đế, nếu ta không đồng ý thì sao? Phạn Chiêu Đế đi đến trước mặt hắn, cong môi nói, bây giờ ngươi gọi người, vì nếu ngươi không làm thế, ta nhất định sẽ không trả Dương Di An và Nhất Niệm cho ngươi. Diệp Quân nhìn chằm chằm Phạn Chiêu Đế, cô chắc chắn ta sẽ không gọi người thế à? Phạn Chiêu Đế cười nói, nếu là trước đây ta sẽ không đánh cược như vậy, nhưng bây giờ ta tin Diệp công tử sẽ không gọi ai cả. Dù sao, mỗi khi có chuyện gì thì bảo người nhà ra giải quyết, đây không phải là điều Diệp công tử muốn, đúng chứ? Diệp Quân nhìn cô ta, không nói gì. Phạn Chiêu Đế nói tiếp, Diệp công tử, chúng ta tuyệt đối không cần phải ăn miếng trả miếng như vậy, vì hiện tại giữa chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác với nhau. Hơn nữa, bây giờ Đa Nguyên Đạo Đế và Quang Âm Đạo Điện đã đi đến Tộc Thiết Thần, mục đích của họ là đối phó với ngươi. Thứ cho ta nói thẳng. Với thực lực cá nhân hiện tại của ngươi, ngươi không thể đánh lại ai trong ba bên cả, huống chi bây giờ họ lại hợp sức với nhau. Diệp Quân nói, Đa Nguyên Đạo Đế và Quang Âm Đạo Điện đối phó với ta cũng nằm trong kế hoạch của cô, đúng không? Phạn Chiêu Đế lắc đầu, ngươi đánh giá ta quá cao rồi, Quang Âm Đạo Điện gây thù với ngươi, một nửa nguyên nhân là vì lúc đầu ngươi đi ngược dòng Quang Âm, phá vỡ quy tắc của họ, còn một nửa nguyên nhân là vì họ muốn để Đa Nguyên Đạo Đế nợ bọn họ một ân tình. Mà Đa Nguyên Đạo Đế gây thù với ngươi là vì ngươi cản đường ông ta, thế thì có liên quan gì đến ta? Ngươi đừng cái gì cũng bắt ta chịu trách nhiệm chứ. Diệp Quân lặng thinh. Phạn Chiêu Đế nói tiếp, hơn nữa lần này để ngươi đến đây quả thật là muốn hợp tác với ngươi, hơn nữa bên này có một thứ có thể hoàn thiện trật tự của ngươi. Diệp Quân nhìn Phạn Chiêu Đế cười nói, pháp luật vô thượng. Thủy tổ nền văn minh của vương triều thần hư bọn ta cũng đã thiết lập trật tự, cách cai trị khu vực thần hư của ông ấy khá giống với ngươi, dựa vào luật pháp. Nhưng luật pháp của ông ấy không chỉ là một bộ luật đơn giản như vũ trụ quan huyên của ngươi, có tuân theo hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân ngươi. Pháp luật vô thượng của thủy tổ nền văn minh bọn ta có tính bắt buộc, một khi ngươi muốn có được sức mạnh cường đại từ luật pháp của ông ấy thì ngươi phải tuân theo luật pháp do ông ấy đặt ra. Nói một cách đơn giản. Tức là biến luật pháp thành một loại sức mạnh, những người tuân theo luật pháp có thể có được sức mạnh từ nó. Nghe Phạn Chiêu Đế nói thế, Diệp Quân sửng sốt. Phạn Chiêu Đế nói tiếp, hơn nữa, còn có một ưu điểm khác, đó là sau khi có được sức mạnh từ luật pháp mà bạn đặt ra, những người tuân thủ luật pháp của ngươi sẽ càng kiên định tin tưởng ngươi, vì họ tin vào lợi ích có tính chân thật của ngươi, chỉ cần có lợi, không cần ngươi ép buộc, họ đều sẽ tuân theo quan huyên pháp, tuân theo quy tắc mà ngươi đặt ra. Có cản cũng không cản được. Diệp Quân im lặng, phải nói là hắn hơi động lòng. Bởi vì vấn đề lớn nhất mà hắn phải đối mặt bây giờ là làm thế nào để khiến người dân của vũ trụ quan huyên sẵn sàng tuân theo quan huyên pháp, mà nếu đúng như Phạn Chiêu Đế đã nói, quan huyên pháp có thể trở thành một pháp tu hành, tất cả những người sống trong vũ trụ quan huyên có thể có được sức mạnh từ nó, vậy thì nếu không cần Diệp Quân hắn cưỡng ép yêu cầu như người phụ nữ này đã nói. Người vũ trụ quan huyên đều sẽ cam lòng tuân theo quan huyên pháp. Thấy Diệp Quân hơi siêu lòng. Phạn Chiêu Đế nở nụ cười, điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho vũ trụ quan huyên và ngươi, nhất là đối với ngươi. Sau khi có được sức mạnh từ luật pháp của ngươi,
họ sẽ càng tin tưởng ngươi hơn, tôn trọng ngươi từ tận đáy lòng, sức mạnh của tín ngưỡng sẽ trở nên thuần khiết hơn, thực lực của bản thân ngươi cũng có thể trở nên mạnh hơn, tức là hàng trăm triệu sinh linh của vũ trụ quan huyên đang giúp ngươi cùng tu luyện. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế, pháp luật vô thượng ở đây từng làm được như thế à? Phản Chiêu Đế gật đầu, đương nhiên, ngươi nhìn bây giờ mà xem, mọi người đều đang thu thập những mảnh vỡ của pháp luật vô thượng thì biết nó quan trọng thế nào. Nhưng năm đó Vương Triều Thần Hư xảy ra nội loạn, hơn nữa pháp ấn vô thượng hoàn hảo bị đánh vỡ, thế nên trật tự ở đây mới bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nói rồi cô ta nhìn Diệp Quân, ngươi cần một vật chứa, sau đó có thể đặt tất cả luật pháp của quan huyên pháp vào đó, cuối cùng thực hiện nó trong vũ trụ quan huyên. Hiện tại, chỉ có một vật chứa có thể làm được điều đó, chính là pháp ấn. Diệp Quân nhíu mày, pháp ấn vô thượng. Phản Chiêu Đế gật đầu, ừ. Diệp Quân nói, chẳng phải đã bị phá vỡ rồi sao? Phản Chiêu Đế cười nói, phá vỡ thì vẫn có thể ngưng tụ lại mà. Diệp Quân im lặng. Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, nếu người có thể làm được thế thật, lúc đó lời ngươi nói là pháp, hành động của ngươi là đạo. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế nói, nếu ta đoán không lầm thì mảnh vỡ của pháp ấn vô thượng đều nằm trong tay ba thế lực lớn khác phải không? Phản Chiêu Đế cười nói, phải. Diệp Quân cười nói, thế nên vẫn phải giải quyết ba thế lực lớn trước à? Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, thế nên ngươi nghĩ trên thế giới này có chuyện không làm mà hưởng sao? Diệp Quân im lặng. Phản Chiêu Đế cười nói, Diệp công tử, ta thật lòng muốn hợp tác với ngươi. Ngươi yên tâm, ta là người nói lời giữ lời, nếu chúng ta hợp tác, cuối cùng Dương Di An và Nhất Niệm sẽ không chỉ quay lại với ngươi mà ta cũng sẽ giao pháp ấn vô thượng đó cho ngươi. Ngoài ra, trong thời gian hợp tác, ta sẽ cố gắng để nâng cao sức mạnh giúp ngươi, để thực lực của ngươi lên một tầm cao mới. Ngươi không cần phải trả lời ta nhanh như vậy, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. À phải rồi, ngươi có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Nói rồi cô ta xoay người rời đi. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế rời đi, khẽ nói, mục đích của cô ta chắc chắn không đơn giản như thế. Tiểu Tháp nói, chắc chắn có mục đích không rõ, nhưng cô ta nói biến luật pháp thành một cách tu luyện sức mạnh quả thực hợp với ngươi, bởi vì cách này có thể làm cho các sinh vật trong vũ trụ quan huyên có thể sẵn sàng tuân theo quan huyên pháp, không thể nói 100%, nhưng ít nhất 90 phần sẽ làm như vậy. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Tiểu Tháp nói tiếp, vấn đề bây giờ là có cần đối đầu với người phụ nữ này không? Diệp Quân nhắm mắt lại, tháp ra, đã không kịp nữa rồi. Tiểu Tháp nói, là sao? Diệp Quân khẽ nói, nếu ta đoán không sai thì lúc ta vào đây, ba thế lực khác cũng đã nhận được tin tức. Nói cách khác, bây giờ ba thế lực khác đã xem ta là người của Vương Thành, hơn nữa còn có Đa Nguyên Đạo Đế và Quang Âm Đạo Điện. Nếu bây giờ rời khỏi đây, ta sẽ bị đánh hội đồng ngay, đây là lý do tại sao cô ta nói với ta là ta có thể rời đi bất cứ lúc nào, ngoài việc gọi người ra thì chỉ còn một con đường, đó là hợp tác với cô ta. Hơn nữa Nhất Niệm và Dĩ An đang ở trong tay cô ta đã chặn hết đường lui của ta rồi. Nói đến đây hắn híp mắt lại, bây giờ ta nghi ngờ thợ rèn đó và đám người dị vực mà ta gặp lần đầu đều là người của cô ta. Là dị đoan. Tộc Thiết Thần. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, dị đoạn và thiết tưởng cũng có gì đó không đúng. Mà hắn và hai thế lực này vốn không thù không oán, cho dù ở thế giới không có trật tự này thì cũng không đến mức vừa gặp đã đánh chứ. Nói cách khác, kể từ khi hắn đi vào khu vực thần hư thì người này đã bắt đầu lên kế hoạch, hơn nữa đây chỉ có thể là bắt đầu. Diệp Quân nghĩ mà sắc mặt xa sầm. Tiểu Tháp hỏi, nếu thật sự là vậy thì ngươi định làm thế nào? Diệp Quân im lặng một hồi, nói tuy là bẫy nhưng cũng là cơ hội. Tiểu Tháp, người muốn hợp tác với cô ta. Diệp Quân gật đầu, cô ta nói đúng, ta không thể cứ gặp khó khăn là lại nhờ cha với cô giải quyết được, phải đi tới đâu nhìn tới đó thôi. Hắn nhìn ra bên ngoài, thấy bầu trời một màu đỏ thẫm, ánh mắt lạnh đi, tóm lại vẫn là do ta quá yếu, nếu đủ mạnh thì không cần chơi âm mưu quỷ kế thế này. Tiểu Tháp, nói thật nhé. Bây giờ ngươi đã rất khá rồi. Cha ngươi cũng nói đừng tự gây áp lực quá nhiều lên bản thân. Có áp lực là tốt, nhưng nhiều quá sẽ phát điên.
Diệp Quân gật đầu, ta biết. Tiểu Tháp, với lại ngươi phải cẩn thận. Đầu óc ngươi cũng lanh lợi nhưng đối phương lại giỏi bố trí cục diện, từng bước ngươi đi đều nằm trong bàn tay cô ta. Mưu kế bực này chỉ có Tháp gia ta đây sánh ngang được, nên đừng để bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền, hiểu chưa? Diệp Quân không biết phải nói thế nào. Bỗng Phạn Chiêu Đế xuất hiện giữa đại điện, cười hỏi Diệp Quân, Diệp công tử, đã đến giờ ăn tối rồi, chúng ta cùng đi chứ? Diệp Quân, chỉ hai chúng ta. Phạn Chiêu Đế gật đầu, chỉ hai ta. Diệp Quân cười, được thôi. Phạn Chiêu Đế cong môi, xem ra Diệp công tử đã tự có quyết định. Diệp Quân vừa đi vừa nói, ai bảo cô nương chỉ cho ta một lựa chọn mà thôi đâu. Phạn Chiêu Đế cười, sống trên đời là vậy mà, đôi khi không còn lựa chọn nào khác. Thế mới là đời, đúng không? Rồi xoay người đi mất. Diệp Quân đi theo sau. Họ đi vào một căn phòng hình tròn rộng lớn nhưng chỉ có độc một chiếc bàn ăn bơ vơ. Trên bàn đã bày biện vô số món ăn. Phạn Chiêu Đế, mời Diệp công tử. Diệp Quân ngồi xuống đối diện cô ta, nhìn thức ăn trên bàn rồi hỏi, nếu đã hợp tác, ta có thể hỏi cô nương vài câu được không? Phạn Chiêu Đế gật đầu, tự nhiên. Diệp Quân, trở ngại lớn nhất trong việc thống nhất khu vực thần khư là ai? Phạn Chiêu Đế cười, kẻ địch mạnh nhất hiện tại đối với Vương Thành chúng ta đương nhiên là dị vực. Nhưng nếu là mục tiêu thống nhất thì là một kẻ khác, nhưng ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Diệp Quân nhíu mày. Phạn Chiêu Đế, trừ việc này ra, những chuyện khác ta đều có thể giải đáp. Diệp Quân, ác đạo của vũ trụ quan huyên có quan hệ gì với cô? Phạn Chiêu Đế tỉ muội. Diệp Quân nhíu mày. Phạn Chiêu Đế bật cười, yên tâm, hiện tại ta không có ý định cứu nàng ta, bởi mỗi người tự có vận mệnh của mình. Sau này ngươi có đối phó được nàng ta hay không thì phụ thuộc vào ngươi. Cũng không cần lo cho cô vợ chân thần của ngươi, cô ta mạnh hơn ngươi nghĩ nhiều. Nói rồi còn liếc xéo hắn, sao mấy cô vợ của ngươi ai cũng mạnh thế nhỉ? Diệp Quân hỏi, cô đã từng gặp chân tỷ? Phạn Chiêu Đế gật đầu, ừ, mạnh lắm đấy, mạnh không tưởng luôn. Diệp Quân im lặng. Phạn Chiêu Đế đưa tay ra mời, đừng mãi nói chuyện thế, nếm thử mấy món ta làm xem. Diệp Quân nhìn cô ta rồi gắp một miếng thịt đưa vào miệng, nhai nuốt một hồi rồi ngạc nhiên khi phát hiện mùi vị khá khác lạ. Phạn Chiêu Đế cười hỏi, thấy linh nhục của khu vực thần khư thế nào? Diệp Quân đáp, cũng được. Phạn Chiêu Đế cũng nhấm nháp một miếng, nói, lúc bé ta thích ăn món này nhất, tiếc rằng khi ấy nó chính là một thứ xa xỉ. Diệp Quân hỏi, Phạm cô nương đã có kế hoạch rồi đúng không? Phạn Chiêu Đế gật đầu, bước đầu tiên là tăng cường sức mạnh cho ngươi. Diệp Quân, bằng cách nào? Phạn Chiêu Đế, hấp thu mảnh vỡ luật pháp vô thượng. Diệp Quân nhíu mày. Phạn Chiêu Đế lại gắp một miếng thịt khác, người khác làm vậy là để hấp thu năng lượng, còn ngươi là để nghiệm chứng, nghịch pháp. Diệp Quân, ý cô là sử dụng luật pháp vô thượng của khu vực thần khư để chứng nghiệm quan huyên pháp của ta. Phạn Chiêu Đế tỏ vẻ khen ngợi, đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Ngươi không chỉ phải nghiệm chứng mà còn phải tham khảo, bổ sung, cải tiến. Luật pháp vô thượng của chúng ta có rất nhiều điều có thể khiến ngươi thấy phiền phức, nhưng cũng có rất nhiều thứ ngươi có thể dùng. Lựa chọn thế nào đều nằm ở ngươi. Diệp Quân im lặng. Phạn Chiêu Đế lại nói, ta đã từng thấy quan huyên pháp của ngươi, biết lý niệm cốt lõi của trật tự của ngươi là gì. Nhưng nhiều đó vẫn chưa đủ, ngươi cần phải tham khảo thêm, mà luật pháp vô thượng chính là nguồn tốt nhất. Hơn nữa nó cũng là một loại phương pháp tu luyện, cách tốt nhất để tham khảo chính là tự mình học nó. Diệp Quân hỏi, vậy còn nghịch pháp? Phạn Chiêu Đế cười, là dùng quan huyên pháp đi ngược lại luật pháp vô thượng đã mục xuống. Nếu ngươi làm được thì kiếm ý của ngươi sẽ đạt đến tầm cao mới. Diệp Quân không nói gì. Phạn Chiêu Đế, trước tiên là ngươi phải đi tìm được càng nhiều mảnh vỡ luật pháp vô thượng càng tốt, để ngươi trải nghiệm trước cách quy luật đại đạo của nó vận hành. Diệp Quân gật đầu, ta nghe cô. Phạn Chiêu Đế nhoẻn cười, tốt. Một ông lão áo đỏ đi đến thi lễ, nói với cô ta, bẩm bệ hạ, đã chuẩn bị sẵn sàng. Phạn Chiêu Đế gật đầu. Nói với Diệp Quân, đến dị chiến trường thôi. Diệp Quân, ừm. Phạn Chiêu Đế đứng dậy,
Thoát cái đã cùng Diệp Quân xuất hiện ở nơi cần đến, chỉ nhìn thấy vực sâu thời không hun hút vô tận. Cô ta nói, trong đó là một di tích, cũng là trung tâm nơi dị thần và tướng quân khung giã tướng quân tử trận. Nơi đó có thần vật bọn họ để lại và trái tim luật pháp vô thượng trong cơ thể khung giã. Diệp Quân hỏi, trái tim luật pháp vô thượng. Phản Chiêu Đế gật đầu, sinh ra khi hấp thu thật nhiều mảnh vỡ của nó, cũng chính là trung tâm sức mạnh của họ. Nhưng điều kiện để tạo ra nó quá khó khăn, từ khi pháp ấn vô thượng vỡ nát cho đến giờ cũng chỉ có vài người làm được trên khắp khu vực thần khư. Cô ta nhìn hắn, mục tiêu lần này của ngươi chính là trái tim của khung giã và thần tâm của dị thần. Diệp Quân, chúng vẫn tồn tại sao? Phản Chiêu Đế gật đầu, có chứ? Rồi cười giải thích, không phải bọn ta không muốn lấy mà là không thể lấy. Ý chí của họ lưu lại nơi ấy còn rất mạnh, chỉ có các cường giả cao cấp nhất mới kháng cự được, nhưng chúng ta lại không thể ra tay nên cứ chỉ hoãn mãi. Bây giờ nơi ấy bị quang âm tuế nguyệt ăn mòn rồi mới có thể đi đến, thế hệ trẻ đều có thể vào. Diệp Quân hỏi lại, không thể ra tay. Phản Chiêu Đế gật đầu, ừ, các bên đã thống nhất như vậy. Diệp Quân, vì sao? Phản Chiêu Đế, giống vũ khí nguyên tử của hệ Ngân Hà thôi, có thể có nhưng không được dùng, bởi dùng là xong hết. Diệp Quân. Phản Chiêu Đế nhìn vào vực sâu, đi đi. Nếu ngươi lấy được hai trái tim kia thì lập tức hấp thu ngay, khi đó sẽ mạnh lên nhiều. Nhưng ta nói trước, thế hệ trẻ từ các thế lực đi vào đó đều thuộc hàng đầu, ta chỉ có thể đảm bảo cho ngươi không bị ý lớn hiếp nhỏ, nhưng nếu không đánh lại người đồng lứa thì ta cũng chịu. Ta ngăn cản mấy lão già, bọn họ cũng đang kiềm chân ta. Cô ta đưa một tia sáng vàng vào giữa trán hắn, vị trí đây. Diệp Quân gật đầu rồi nhấc chân đi. Bỗng Phản Chiêu Đế gọi, Diệp công tử. Hắn quay lại, thấy cô ta cười nói, nhớ giữ an toàn. Diệp Quân không đáp rồi ngự kiếm đi mất. Bỗng một người mặc áo đen, đeo mặt nạ đen xuất hiện cạnh Phản Chiêu Đế. Người nọ hỏi, hắn sẽ phối hợp với cô sao Phạm Đế? Phản Chiêu Đế gật đầu, ừ. Cô ta cười hỏi, tộc Thiết Thần có kế hoạch gì không? Người mang mặt nạ, họ và đạo điện Quang Âm lên kế hoạch trừ khử hắn ở trong đó. Học viện thần pháp và người khổng lồ Thiên Nhung thì không rõ. Cô có chắc hắn sẽ sống sót chứ? Phản Chiêu Đế khẽ mỉm cười, chỉ chút rắc rối này mà làm khó được hắn thì sao đáng đứng bên vương của vương triều thần khư chứ? Khóe môi cong cong. Người mang mặt nạ nhìn sang, muốn nói lại thôi. Phản Chiêu Đế hỏi, ngươi cho rằng ta đang bẫy hắn? Người mang mặt nạ gật đầu. Phản Chiêu Đế, thủ đoạn đúng là có, nhưng đó là để đảm bảo hắn luôn đứng về phía ta. Cô ta hỏi, người có biết vì sao phản diện hay chết không? Người mang mặt nạ nhíu mày. Phản Chiêu Đế cười, vì chọn sai phe, nhưng khi phản diện chọn đúng phe thì sẽ trở thành chính diện. Cô ta nhìn về phương xa, từ giờ trở đi, ta và Diệp công tử là người cùng phe. Chỗ dựa của hắn cũng là của ta. Thằng nào láo nháo chết hết cho bà. Người mang mặt nạ. Đi vào vực sâu rồi, Diệp Quân lại ngự kiếm hướng về phía trung tâm. Mấy giờ sau, sắc mặt hắn trầm xuống khi nhận ra ý chí xung quanh mạnh hơn hẳn so với ban đầu ở vùng rìa ngoài. Càng đến gần trung tâm chúng càng mạnh lên, nhất là chiến ý kia, dù chủ nhân đã chết rất nhiều năm nhưng vẫn khiến đáy lòng hắn rung động. Không đơn giản chút nào. Diệp Quân bắt đầu đề phòng. Tuy hắn đã mạnh hơn xưa nhiều nhưng vũ trụ này vẫn có vô số người có thể trị được hắn. Hắn càng đi tiếp càng thấy hai ý chí kia mạnh lên, càng về trung tâm lại càng cảm nhận được nguy hiểm. Diệp Quân nhíu mày, thả kiếm ý ra kháng cự. Một hồi sau, hắn nhìn thấy một tia sáng vàng nhàn nhạt phía trước. Đến rồi. Diệp Quân tăng tốc, nhưng khi vừa đến gần thì bị khóa cứng tại chỗ. Hắn ngoái lại nhìn. Thấy một người thanh niên trong bộ giáp đen đứng cách đó mấy trăm trượng, tay cầm loan đao bản rộng, đang nhìn hắn với đôi mắt ngập tràn sát ý. Hắn biến mất. Người thanh niên bất ngờ khi thấy hắn ra tay trước, đến lúc tỉnh lại thì kiếm của Diệp Quân đã lao tới, y chỉ có thể vung đao lên đỡ. Quỳnh. Y bị đánh bật đi nghìn trượng, bị một thanh kiếm chỉ vào giữa trán. Y cứng đờ. Diệp Quân hỏi, nhìn gì? Tiểu tháp.
Người thanh niên, ngươi. Y tỏ vẻ khó tin. Diệp Quân lạnh lùng nheo mắt, muốn giết ta. Kiếm chợt tự đâm vào nửa tấc, máu tươi trào ra. Người thanh niên cuống quýt la lên, không phải. Diệp Quân, vậy sát ý ban nãy là gì? Người thanh niên chần chừ, vừa định mở miệng thì. Buồn cười. Một giọng nói vang lên. Diệp Quân thấy ba người, hai nam một nữ đang đi tới. Đi đầu là nam thanh niên khôi ngô đang tâu toét cười, ta thấy ngươi có sát ý, cũng ghê gớm đấy, giết ta thử xem. Hai người đi sau đồng thanh, bọn ta thấy ngươi có sát ý, giết thử xem. Diệp Quân biến mất. Thanh niên kia nheo mắt, gọi ra một tấm khiên đen rồi vung lên về phía trước, tạo cảm giác áp bách như núi đổ. Diệp Quân cũng vung kiếm. Hắn dùng kiếm trật tự chứ không phải thanh huyền. Phập. Mũi kiếm đâm thủng mặt khiên, đâm xuyên vào trán thanh niên phía sau, tiếp tục vọt ra đâm vào hai người còn lại. Một kiếm giết luôn cả ba. Ba gương mặt trợn trừng nhìn lại, đến chết cũng không tin mình lại chết chóng vánh như vậy. Diệp Quân gọi kiếm trở về, lấy đi nhẫn của ba người kia. 15 mảnh vỡ luật pháp vô thượng bay ra từ ba thi thể. Diệp Quân động tâm niệm, gọi chúng đến trong tay. Hắn thu chúng vào, hỏi người thanh niên, các ngươi còn bao nhiêu người? Người thanh niên nhìn hắn như thấy ác quỷ. Diệp Quân nhíu mày. Người thanh niên vội nói, ta không biết, thiếu thành chủ khung lăng của tộc thiết thần bảo chúng ta đến đây chờ ngươi để gây sự. Diệp Quân, còn gì nữa? Người thanh niên quỳ xuống, ta bỏ tà theo chính, mong đại ca tha tội. Diệp Quân không nói gì. Người thanh niên, người trẻ tuổi ai lại không có sai lầm? Chỉ cần biết sửa sai thì cũng nên có cơ hội, người nói đúng không? Diệp Quân gật đầu, nói cũng phải. Người thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Diệp Quân hỏi, người tên gì? Người thanh niên chần chừ rồi nói, Lâm Thiên Đế. Diệp Quân ngạc nhiên hỏi lại, tên gì? Người thanh niên, Lâm Thiên Đế. Diệp Quân, ngươi nói thật đấy à? Lâm Thiên Đế cười cười, lúc ta ra đời, cha ta muốn ta thành tài nên mới lấy tên này. Ông ấy hy vọng ta có thể trở thành vô thượng thần đế nên ban đầu đặt là Lâm Thiên, sau đó lại thêm đế vào sau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 116.